Phát sóng ở trên YouTube ra, trên YouTube ra. Em thấy chưa? Ok. Đây là em Trang Nguyễn, lập trường là bạn Trang Nguyễn. Được, em tìm thấy chưa? Bạn Trang Nguyễn đã vào lớp rồi đấy. Bạn Trang đã vào lớp rồi, còn mỗi em thôi. Em vào xong chưa? Fanpage thi tử HSK Online. Fanpage thi tử HSK Online. Em vào đi để chúng ta để còn đi tiếp. Rồi. Đó. Nó có cái nút trực tiếp đấy, nó còn đang có cái phần trực tiếp nó ghi chú bên cạnh đấy, ở ngay bên trên đầu đấy. Giờ hôm nay chúng ta là tiếp tục buổi học trước. Hôm trước chúng ta mới học được 15 phút là bị mất mất sóng sao nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đi học học thêm một tiếng rưỡi nữa để bù buổi hôm trước. Hôm trước là hôm nay là vẫn là tính buổi học hôm trước. Buổi hôm trước chúng ta mới đi được 15 phút thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Giờ xem nào, lên sóng chưa đã? Giờ lên sóng rồi. Đầu tiên này, trang bao nhiêu? 107 đúng không? Giáo trình tính chung quyển 3, giáo trình tính chung quyển 3, trang 107. Giờ anh đã thấy em rồi. 107 nữa. Chắc là anh đang đi ở phần nào nhỉ? Em nhỉ? Anh phải nhớ lại đã. Anh đang phần nào? Anh đọc đi. Chắc là đang ok, đây 107. Hay từ số 5 rồi đúng không? Anh chờ đi. Đây là trang 107. Hết từ số 5 rồi. Đâu rồi? Đây 121 rồi. 107, 114. Từ số 5 à? Đây rồi. Từ phẳng rồi, từ số 5, từ số tiếp bát là gì? Là cái túi sách. Giờ chúng ta sẽ đi lại từ cái từ là từ tráo đấy, từ tráo, trước là anh mới đi có từ tráo này. Là phần ngữ pháp. Giờ em nói tiếp là bạn đã tìm được túi sách chưa? Em nói là bạn đã tìm được túi sách chưa? Túi sách là cái từ sổ tiểu bao đấy, từ số 5 đấy, em thấy chưa? Giờ em nói là bạn đã tìm được túi sách chưa? Em nói đi. Chúng ta có bạn Hồng Nhung, anh sẽ trả lời sau. Ni chào cháu gì? Sổ tiểu bao lơ mang. Đấy, anh vào, bạn đã tìm được túi sách chưa? Anh vào, ni chào cháu sổ tiểu bao lơ mang. Đấy, anh vào, bạn đã tìm được túi sách chưa? Ní chào cháu sổ thi ba lâm à. Phát âm tính chung thì cái này là liên quan đến lớp cơ bản từ đầu rồi. Cái này sẽ phát sóng xong rồi, em gõ không chưa, em gửi vào xong, em gửi gõ trên diễn đàn xong, em gửi sang cả trên Facebook nữa, cái video em đang livestream đấy. Ni chào cháu, đợi em Trang gọi đúng rồi. Ni chào cháu gì sổ thi ba lâm à. Bạn đã tìm được cái gì túi sách chưa? Ni chào cháu này sổ thi ba lâm à. Bạn đã tìm được túi sách chưa? Em gọi không chưa? Bạn đã tìm được cái này túi sách chưa, hình như cái này không cần phải gõ phiên âm nhảm nhỉ, không không cần nữa. Giờ anh nhớ rồi, chỉ có lớp em là không cần thôi, còn giờ em và lớp một số bạn nữa. Giờ tiếp theo sẽ mình dạy số thứ ba, xong rồi chào cháo rồi. Từ cháo nó tương đương với từ tao, nó kết quả, nó đồng từ kết quả đấy, đồng từ kết quả. Em nói tiếp là quan sát, nó có nghĩa là gì, là chạm tới gì đó, với tới, chạm tới. Ví dụ nhé, bạn có với tới được không? Em sẽ nói là bạn với tới được không, mình sẽ có cái câu là gì nhỉ, nì câu từ tráo mà, câu từ tráo, câu là gì, là với tới đấy, câu là đủ ạ, mà chúng ta dùng là có thể là động từ nữa là nì câu từ tráo mà. Cái từ này ấy. Ok, là chúng ta có bạn Linh nữa, bạn Linh cũng đang theo dõi bài học của chúng ta. Là hôm nay em Hà có thêm nhiều bạn học cùng em đấy. Nì câu từ tráo mà, là em không ạ, bạn gì có với tới được không? Cái này em không cần, không cần là tiếng Việt, em sẽ chỉ gọi phiên âm là dừng lại thôi. Em có vào đi, nick câu tôi trả mà. Đó, bạn vừa tới được không? Nick câu tôi trả mà. Anh có mà. Bạn vừa tới được không? Nick câu tôi trả mà. Rồi tiếp này, em nói tức là tôi không vừa tới được là gì? Ủa câu gì? Ủa câu bù trả là sao? Tôi không vừa tới được. Ủa câu bù trả. Anh có mà. Tôi không vừa tới được. Câu bù trả. Dù nó ở xa quá, dù em đang với tay, em không với tới được, thì em sẽ bảo là gì? Ủa câu bù trào, không với tới được, tôi không với tới được, ủa câu bù trào. Tôi không với tới được, không với tới được, ủa câu bù trào. Bạn Trang gọi đúng rồi, em gõ vào đi, em Hà gõ vào. Ủa câu bù trào là tôi không với tới được, rồi anh Hà gõ rồi. Em tiếp trào. Tiếp này, sau bây giờ chúng ta có từ trên rằng là gì? Visa, visa, trên rằng visa.
Giờ nó là visa của bạn đi, anh học thì hết hạn chưa? Hết hạn anh học chưa? Tao chi là tới hạn, tức là tới kỳ hạn rồi. Tao chi là tới hạn hay đáo hạn, từ tao chi là tới hạn hay đáo hạn. Em biết từ này chưa? Là tao xong là tới này, chi là gì? Trong từ xin chi đấy. Tao chi là tới tới kỳ hạn hay là đáo hạn, mình hay gọi là đáo hạn. Tao chi là đáo hạn, từ này sẽ gọi tiếng Việt ra, nó gọi là đáo hạn hay là gì? Tới hạn, đến hạn, đến hạn. Tao chi là đáo hạn, tới hạn hay là đến hạn. Đấy đúng không? Giờ cho các bạn sĩ nan nữa. Anh các bạn đi, tao chỉ là đáo hạn tới hạn hay là đến hạn. Tao chi. Đấy không? Đáo hạn tới hạn đến hạn tao chi. Được nhé. Đó, giờ em nói là gì? Ok, anh gọi đúng rồi đấy. Em có trên diễn đàn chưa? Anh chậm. Giờ anh cần phải gọi cả hai nhé. Anh gọi trên cả hai. Giờ em nói là visa của bạn đã tới hạn chưa? Em nói nào, visa của bạn đã đáo hạn chưa? Em nói như nào? Tao chi chứ, tao chi. Nhưng anh chưa gõ. Em Hà anh chưa gõ à? Ở trên diễn đàn đấy. Em có gõ tiền. Em phải gõ cả hai chứ. Em gõ trên diễn đàn. Em phải gõ luôn chứ thì anh mới chấm bài được. Gì ta gì? Trên trường tao chi lắm á. Em gõ bạn đi, chơi cả diễn đàn nữa. Nhì tờ gì? Nhì tờ trên trường tao chi là mà em chỉ copy paste là xong, mà có một copy paste là xong. Gì có nghĩa là gì? Là visa của bạn đấy tới hạn chưa hay đáo hạn chưa? Nhì tờ trên trường tao chi là mà được chưa? Rồi anh cũng anh gửi trên cả diễn đàn nữa, em copy sang cả diễn đàn nữa. Nhì tờ trên trường tao chi là mà được không? Nhì tờ trên trường tao chi là mà được chưa? Giờ chúng mình Nhung nữa, và Nhung có gọi đúng rồi, em hãy gửi đi trên diễn đàn nữa. Giờ anh gọi đúng rồi, nhìn trên trường tao chi lơ mà. Giờ tiếp theo này. Tao chi lơ. Rồi tao từ gì nữa? Từ sổ thứ ba rồi, treo là gì? Treo là giao nộp đấy, giao nộp. Treo. Em nói tức là bạn đã nộp bài tập cho cô giáo chưa? Em nói nào, bạn đã nộp bài tập cho cô giáo chưa? Nì gì nhỉ? Nì tao chú ý đúng không? Bài tập của bạn đã nộp cho cô giáo chưa? Nói như vậy cho nó dễ dễ dịch hơn. Giờ chẳng không rồi. Nhìn ta chú ý gì? Nhìn ta chú ý cho chào cái là sư làm ăn. Rồi, ok. Ở đây chúng ta phải cho từ kể vào trong động từ cho nó đỡ bị nhầm lẫn. Tức là giao cho cô giáo, là đưa cho ai đó, giao cho ai, nộp cho ai. Rồi anh ngâm vào, nhìn ta là nhìn ta chú ý cho cái là sư làm ăn. Anh ngâm vào đi. Nhìn ta chú ý cho cái là sư làm ăn. Bài tập của bạn đã nộp cho cô giáo chưa? Rồi, anh gửi đi. Trên cả diễn đàn, trên cả hai kênh nữa. Em gửi trên diễn đàn trước đã, xong rồi em copy paste sang sang trên Facebook xong. Nhìn tờ tôi cho cái lão sư lắm mà. Rồi, đoạn Nhung gọi đúng rồi. Rồi, em Hà gửi chưa? Rồi, anh chấm cả cả trên diễn đàn đó, nhìn tờ tôi cho cái lão sư lắm mà. Ngày tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Từ treo này, nộp này, ra nộp. Anh nói là tháng này bạn đã nộp tiền tiền điện chưa? Em nói là tháng này bạn đã nộp tiền điện chưa? Rồi, Trang gọi đúng rồi, Nhung gọi đúng rồi. Anh có tiếp đi. Tháng này, chơi cái gì? Nì treo gì? Nì treo tiền điện là gì nhỉ? Nì treo tiền phê là mà. Tiền phê là tiền điện này, là điện phí, mà là tiền điện. Đó, em nói là cả câu đi. Chơi cái gì? Nì treo tiền phê là mà. Em nói đi. Chơi cái gì? Treo giờ tiền phê là mà. Tháng này bạn đã nộp tiền điện chưa? Đúng không? Chơi cái gì? Nì treo tiền phê là mà. Đúng không? Tháng này bạn đã nộp tiền điện chưa? Đó, anh gửi đi. Trên diễn đàn nữa, chưa có duyên thì cho tiền phê là mà tháng này bạn đã nộp tiền điện chưa? Đó, anh đang chưa? Anh chấm trên cả hai kênh, rồi bạn Trang gọi em ra. Anh gửi chứ, diễn đàn nữa, gửi đi. Chưa có duyên thì cho tiền phê là mà. Đó, anh gọi trên diễn đàn rồi, ok rồi, ok, tốt tốt, anh gọi đúng rồi. Rồi anh bán sang ấy, tiền phê, rồi anh gọi đúng rồi. Tiếp theo xong bây giờ chúng ta có từ gì đó, cho không rồi, là nộp gì đó, ra nộp gì đó, chắc là từ nhỉ, từ khảo khắc là gì, cố gắng là gì đó. Khảo khắc, phó từ. Khảo khắc. Khảo khắc cộng với động từ là cố gắng làm cái gì đó. Em ghi vào đi. Khảo khắc cộng động từ. Khảo khắc cộng với lại động từ, chúng ta còn là khảo khắc cộng với lại V. Cộng với O. Nhưng mà em thích thêm từ O cho nó đầy đủ. Khảo khắc cộng V cộng O. Tức là sao? Tức là cố gắng làm cái gì đó. Cố gắng làm cái gì. Đấy anh ghi vào. Khảo khắc cộng V cộng O. Có chỗ câu của chúng ta đây. Đấy, sẽ để vào đây. Khảo khảo cộng V cộng A. Tức là sao? Có
cố gắng làm cái gì, khó khăn công việc không? Được chưa? Được. Em Hà xong chưa? Giờ ví dụ nhé, nó là bạn cố gắng làm việc nhé, em nói là bạn cố gắng làm việc nhé, như khó khăn giờ anh các bạn đi khó khăn cùng chỗ bà, rồi anh các bạn đi, anh các bạn diễn đạt đi khó khăn cùng chỗ bà, bạn cố gắng làm việc nhé, đi khó khăn cùng chỗ bà, đấy các bạn. Giờ em Hà gọi em giờ em gửi trên diễn đàn nhé, em là chấm bài nhá, đi khó khăn cùng chỗ bà đó, em gửi trên diễn đàn đi, anh chưa thấy em gửi diễn đàn nữa bạn cũng giờ chưa đi khó khăn cùng chỗ bà. Giờ ở trang các bạn anh Dung gọi em giờ là chúng ta các bạn chắc bạn Dung nữa đi khó khăn cùng chỗ bà. Em nói là bạn cố gắng học tiếng Trung nhé. Em nói là bạn cố gắng học tiếng Trung nhé. Khó xế. Rồi anh ạ, ni hào khó xế xì khá nhiều ba. Bạn cố gắng học tiếng Trung nhé. Anh ạ, ni hào khó xế xì khá nhiều ba. Bạn cố gắng học tiếng Trung nhé. Ni hào khó xế xì khá nhiều ba. Giờ em hàng, giờ em vừa copy sang cả diễn đàn nữa. Ni hào khó xế xì xì gì khá nhiều ba. Bạn cố gắng học tiếng Trung nhé. Rồi thế này. Khảo khảo làm gì đó, khảo khảo rồi tiếp này. Thế chúng ta có từ khảo khảo rồi à, từ gì nữa à, tiếp mà từ gì à, tại y là cái áo khoác áo choàng, tại áo khoác áo choàng, em nói là bạn lấy cho tôi chiếc áo khoác đi, em nói là bạn lấy cho tôi chiếc áo khoác đi à, nhìn cái của gì ná gì ná tại y bạc thế đó. Tại mình đang nhờ người ta đó, những kiểu nào tại bạn bạn lên cho tôi áo khoác đi. Rồi anh gọi đi. Giờ tôi em chào giờ. Rồi em Hà gửi đi. Em gọi trên diễn đàn đi. À ní cơ ná tại y ba, bạn gửi cho tôi à bạn lên cho tôi áo khoác đi, những cái của ná tại y ba. Bạn lên cho tôi áo khoác đi. Em xong chưa? Những cái của ná tại y ba, bạn lên cho tôi áo khoác đi. Rồi, em hàng rồi. Thế này, xong giờ chúng ta có từ tại y rồi, tiếp vào từ gì nữa? Hay nào đi. Khẩu tài là cái túi à, khẩu tài cái túi nghĩa nó là hộ chiếu của bạn tôi để ở trong túi của áo khoác, hay nói là hộ chiếu của bạn tôi để trong túi áo khoác, hay nói là nghĩ ta gì hay là khu trò của phòng trai gì lì à, khẩu tài lì. Giờ em nói là đi, em nói là đi, nghĩ ta khu trò của phòng trai tại khẩu tài lì, em nói đi, nghĩ ta khu trò. Giờ tôi gọi nghĩ ta khu trò của phòng trai gì, tôi phang tại đại y khẩu khẩu tài liệu, tôi phang tại gì phang tại đại y khẩu tài liệu đó, cái hộ chiếu của bạn tôi để ở trong túi túi áo của cái áo khoác, trong túi của áo khoác nên tôi hộ chiếu của phang tại đại y khẩu tài liệu. Rồi em hàng ấm rồi nên tôi hộ chiếu của phang tại đại y khẩu tài liệu. Rồi anh cho bạn trên diễn đàn nhé, em gọi đúng rồi. Giờ Nhung ấm rồi, Trang ấm rồi, giờ tay ấm rồi. Tiếp này khẩu tài liền, giờ nó là bạn đừng để visa ở trong trong túi áo khoác, em nói là bạn đừng để visa ở trong túi áo khoác, em nói là nì pía gì nì pía em học từ bảo chứ nhỉ, từ bảo chứ chắc chưa học rồi đúng không, từ chưa rồi thì phải đến quyển 4 cơ. Thế nói thế nào nhỉ, thế có đề em sẽ không nói được rồi. Thế em sẽ làm phải đảo cái tân ngữ lên trên, phải đảo cho cái tân ngữ lên trên đầu. Mình xong là gì nhỉ? Visa bạn đừng để ở trong túi áo. Em nói nào, visa bạn đừng để trong túi áo khoác. Trên trường gì nữa? Nì bìa gì? Nì bìa phang trai. Tại y khẩu tài lì. Giờ em nói là đi. Trên trường nì bìa à, nì bìa phang trai tại y khẩu tài lì. Em nói đi, trên trường. Nì bìa phang trai gì? Bìa phang. Giờ tôi gọi tại y khẩu tài lì đúng không, trên trường này bìa phong trai tại y khẩu tài lì là cái visa bạn đừng để trong gì trong túi áo khoác, trên trường này bìa phong trai tại y khẩu tài lì, em xong chưa, giờ trên trường này bìa phong trai tại y khẩu tài lì. Rồi anh Nhung có nhầm từ trên trường rồi, rồi em hàng cũng rồi. Rồi em hàng chưa, anh chấm mặt trên diễn đàn nữa em gửi câu vừa rồi đi trên diễn đàn nữa, trên giờ trên trường giờ tự anh thấy rồi. Tiếp xong bây giờ chúng ta có từ khẩu tài không rồi tiếp sẵn là sư là gì, là quên trước quên sau đoạn đáng chí đấy chỉ nó là tiêu sẵn là sư quên trước quên sau hay quên nó đáng chí ta tiêu sẵn là sư. Giờ đó là vì sao dạo này bạn thường
Đáng chí vậy, anh nói nào, vì sao dạo này bà thường đáng chí vậy? Vì sao mà? Vì sao mà gì? Vì sao mà? Chị chị, nì chẳng gì? Nì chẳng tiêu san là sư. Giờ anh nói đi. Vì sao mà chị chị, nì chẳng tiêu san là sư? Bạn chẳng có giờ. Anh nói tiếp đi. Anh nói lại đi. Vì sao mà? Vì sao mà gì? Chị chị, nì chẳng tiêu san là tiêu san là sự. Vì sao dạo này bạn thường gì? Thường thường là đáng chí, nó tiêu san là sự là hay quên trước quên sau hay là hay quên. Vì sao mà tùy chi nì chẳng tiêu san là sự. Đấy chứ. Vì sao dạo này bạn thường đáng chí? Vì sao mà tùy chi nì chẳng tiêu san là sự. Đấy không ạ? Vì sao dạo này bạn thường đáng chí? Vì sao mà tùy chi nì chẳng tiêu san là sự. Rồi anh có giờ. Ok. Tiêu san là sự. Đấy, nhầm rồi. Đấy, nhầm xong đấy rồi. Giờ tiếp sau xong mình rồi. Chúng ta có từ gì nãy làm đấy? Từ sau từ tiêu san la sư từ là từ gì? Giờ anh đã bị ấn nhầm cái F5 chỗ này. Tiêu san la sư. Giờ tiếp vào từ gì anh làm đấy? Từ gì nữa? Anh đang tìm lại cái trang vừa rồi, 107. Đây rồi, tiêu san la sư. Tiếp vào từ tiêu là gì? Là mất. Động từ là mất, mất hay là mất, tiêu là mất. Giờ nó là ví tiền của tôi mất rồi. Em nói nào, ví tiền của tôi mất rồi là gì? Em nói nào, ví tiền của tôi mất rồi. Của tớ chèm bao rồi. Mất rồi là gì? Tiêu. Tiêu là thế đó, anh không ạ? Của tớ chèm bao. Tiêu là thế đó. Ví tiền của tôi mất rồi. Của tớ chèm bao, tiêu là. Đấy không ạ? Của tớ chèm bao. Tiêu là ví tiền của tôi mất rồi. Giờ anh Trang có tiếp đi. Ủa tờ chén bao tiêu là em hàng bấm rồi, anh Trang bấm rồi. Tờ tiếp này. Tôi đã mất rất nhiều tiền, em nói nào. Tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Em nói nào, tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Ủa tiêu là gì? Khẩn tua chén rồi anh ạ. Ủa tiêu là khẩn tua chén, tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Ủa tiêu là khẩn tua chén, tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Ủa tiêu là khẩn tua chén, đúng không ạ? Tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Được chưa? Ủa tiêu là khẩn tua chén. Tôi đã làm mất rất nhiều tiền. Giờ em hà gõ rồi. Ủa tiêu là khẩn tua chén. Rồi tiếp bảo là rơi. Là khẩu hay lùa khẩu là lạc hậu đấy. Lùa khẩu. Trong đó từ lùa khẩu chứ là lạc hậu. Từ này sẽ bổ sung thêm cho em. Từ này là từ lùa khẩu, lạc hậu. Lạc hậu. Không phải từ lạc khẩu mà là lùa khẩu. Lạc hậu. À, nó có hai cái đọc rồi. Lùa đúng không, có thể là lùa nữa, lùa là lùa ý là rơi đấy, là rụng đấy, lùa ý. Cái hai cái đọc, một là lạ hay là lùa, cái từ này nó có hai cái đọc lạ hay là lùa. Giờ anh thấy chưa, anh vừa bổ sung thêm cái từ lùa khẩu là hậu. Lùa ý, lùa tức là ví dụ là lá rơi trên, lá vàng rơi xuống đất là gì? Khoảng gì lùa dài tì sẵn thế đó, lùa dài ra là rơi xuống đất, lùa dài tì sẵn thế đấy không? Khoảng gì lá vàng hay là khủng gì được, chúng ta dùng từ khủng gì cho nó hay. Khủng gì lùa dài tì sẵn lá đỏ rơi trên đất, lùa gì khủng gì lùa dài tì sẵn, khủng gì lùa dài tì sẵn lá đỏ nó rơi xuống đất, nó lùa là rơi mà, lùa là rơi, khủng gì lùa dài tì sẵn là đỏ nó rơi xuống đất. Giờ tiếp vào từ gì anh nói đi, anh có kịp không? Giờ anh xem nào, giờ anh gọi giờ khủng gì, anh gọi nó từ cái câu vừa rồi đi, khủng gì. Anh gọi giờ lộ ra tí sao. Thế chúng ta từ là từ phát triển là phát hiện, động từ hay là danh từ, nó vừa động từ và danh từ đấy. Giờ đó là giờ này bạn có phát hiện gì mới không? Gần đây bạn có phát hiện gì mới không? Anh nói xem nào. Trời trời. Giờ anh gọi, nhiều sớm mơ xin phá xe mà. Giờ em nói lại đi. Chuyện gì, nhiều sớm mơ xin phá xe mà. Em nói đi. Chuyện gì, nhiều sớm mơ xin phá xe mà. Đúng không? Dạo này bạn có phát hiện gì mới không? Thì phát xe này, thì phát xe này thì nó là danh từ. Chuyện gì, nhiều sớm mơ xin phá xe mà. Dạo này bạn có phát hiện gì mới không? Đúng chứ? Chuyện gì, nhiều sớm mơ xin phá xe mà. Dạo này bạn có phát hiện gì mới không? Đúng chứ? Chị, 你有什么新发现吗?
Dạo này bạn có phát hiện gì mới không rồi? Anh Trang gom rồi, em Hà gom rồi, anh gửi trên diễn đàn đi, anh gửi chưa? Em copy xong là xong, copy paste là xong. Chỉ ni ở sớm xin pha xem mà. Dạ, anh gửi đi. Giờ anh gọi đúng rồi, xin pha xem mà. Dạ, nó là tôi vừa phát hiện cô ta là nhân viên mới. Nó là cô vừa phát hiện cô ta là nhân viên mới của căn gì? Ở căn phát hiện gì? Cô ta là nhân viên mới, ta sẽ xin trợ viện thế đó. Anh nói là cả câu đi. Ở căn phát hiện, ta sẽ xin trợ viện. Anh nói đi. Ở căn phát hiện. Rồi anh ơi, tôi phát hiện ta là nhân viên mới. Tôi vừa phát hiện cô ta là nhân viên mới. Đúng không? Tôi vừa phát hiện ta là nhân viên mới. À, tôi vừa phát hiện cô ta là nhân viên mới. Đấy, anh lên chưa? Tôi vừa phát hiện ta là nhân viên mới. À, tôi vừa phát hiện cô ta là nhân viên mới. Ok, tiếp này. Phát hiện. Phát hiện. Giờ tiếp vào chứng minh là gì? Chứng minh là người nghe bóng đá, à, người mê bóng đá. Giờ nó là tôi phát hiện cô ta là người mê bóng đá. Tha sư chiếu chiếu mi hay đó là sao? Tôi phát hiện tha sư chiếu mi. Tôi phát hiện cô ta là người mê bóng đá. Tôi phát hiện tha sư chiếu mi. Anh ơi, anh Trang gọi rồi, em hàng gọi vào đi. Tôi phát hiện tha sư gì? Tha sư chiếu mi. Tôi phát hiện cô ta là gì? Là người mê bóng đá. Tôi phát hiện tha sư chiếu mi. Đúng không? Tôi phát hiện tha sư chiếu mi. Tôi phát hiện cô ta là người mê bóng đá. Em lên chưa? Tôi phát hiện tha sư chiếu mi. Rồi, em hãy gửi đi, cả diễn đàn nữa. Rồi, tiếp chúng ta có từ gì nữa? Từ gì nữa nhỉ? Từ cửa là gì? Cửa, phó từ. Nó tương đương từ rất. Từ cửa này là phó từ, nó sẽ tương đương với từ rất. Rồi, anh Trang gắm ra. Cửa có tính từ. Cửa có tính từ. Ví dụ nhé. Tôi rất thích xem bóng đá là gì? Ủa, cửa gì? Ủa, cửa gì quá? Ở cơ sĩ quan khan gì khan chú chiếu chú chiếu là bóng đá. Em nói là cả câu đi. Ủa cơ sĩ quan khan chú chiếu. Em nói này. Ủa cơ sĩ quan khan chú chiếu thế đó. Rồi anh ơi, ủa cơ sĩ quan khan chú chiếu. Tôi rất là mê xem bóng đá. Là từ cơ này nó tương đương với từ khẩn. Cơ là phó từ, nó tương đương với từ khẩn. Ủa cơ sĩ quan khan chú chiếu. Em nói tôi rất mê xem bóng đá, rất thích xem bóng đá. Ủa cơ sĩ quan khan chú chiếu. Rồi anh Trang gõ rồi, hàng gõ rồi, anh hoa gửi chưa trên diễn đàn này. Diễn đàn nữa. Ủa cơ sĩ quan khẩn chủ chiếu. Anh copy paste xong là sao? Ủa cơ sĩ quan khẩn chủ chiếu. Giờ sang từ giờ chúng ta có từ trắng tu là gì? Mức độ, trình độ hay mức độ. Anh nói là tôi muốn biết trình độ văn hóa của bạn. Anh nói là tôi muốn biết trình độ văn hóa của bạn. Anh nói là ủa chẳng gì chưa tao nỉ tơ văn hóa chẳng tơ giờ anh ơi ủa chẳng chưa tao nỉ tơ văn hóa chẳng tơ. Tôi muốn biết trình độ văn hóa của bạn. Tôi muốn biết. Tôi muốn biết gì? Trình độ văn hóa của bạn. Tôi muốn biết gì? Văn hóa trình độ. Trình độ rồi không? Tôi sẽ muốn biết gì? Trình độ văn hóa của bạn rồi anh Hàng ấm rồi. Anh gửi lên diễn đàn đi. Tôi muốn biết gì? Văn hóa trình độ. Tôi muốn biết gì? Văn hóa trình độ. Rồi anh gọi ấm rồi. Ok rồi. Em chỉ cần copy paste là xong trong tu. Rồi nó là bạn thích tới mức độ nào? Em nói là bạn thích tới mức độ nào? Nǐ xǐ huān dào shěme? Rồi nó nǐ xǐ huān dào shěme chéng tu? Bạn thích tới mức độ nào? Được chưa? Nǐ xǐ huān dào shěme chéng tu? Bạn thích tới mức độ nào? Nǐ xǐ huān dào shěme chéng tu? Được chưa? Đúng không? Anh có gửi vào diễn đàn nữa. Nǐ xǐ huān dào shěme trình độ là bạn thích tới mức độ nào hay mức độ gì đấy. Bạn thích khoan tao sân mơ trình độ. Trình độ là mức độ. Bạn thích tới mức độ nào? Ngon em xem chưa? Bạn thích khoan tao sân mơ trình độ. Bạn thích tới mức độ nào? Rồi tiếp vào từ gì? Trình độ trong tiếng từ với là để vì đó. Để vì nó là để để nâng cao trình độ tiếng Trung, tôi đi Trung Quốc du học. Em nói để nâng cao trình độ tiếng Trung, tôi đi Trung Quốc du học. Vậy là gì? Thì cao gì? Thì cao khăn như trời phiền gì nữa. Ủa gì? Tôi đăng ký đi dọc Trung Quốc là gì? Ủa bảo miếng chỉ Trung
quản lý xe rồi em nói cả câu đi với là thì có hai mươi sự rồi vừa bao miếng giờ tôi anh các bạn với là thì có hai mươi sự kiện này vừa gì vừa bao miếng chuyện gì chuyện Trung Quốc liệu xe ngoài à, đẹp tiếng Trung hay đi đăng ca trình độ tiếng Trung tôi đăng ký đi Trung Quốc du học à, với là bao thì có hai mươi sự kiện của bao miếng chuyện Trung Quốc liệu xe anh lên chưa? Vậy là thì có hai mươi sự kiện của thì của ba miền chị Trung Quốc liệu sẽ giờ anh hàng lắm rồi anh hai gửi chưa trên cả diễn đàn đấy anh gửi trên diễn đàn đi anh copy sang diễn đàn đi anh chưa thấy giờ anh Trang gọi đúng rồi giờ giờ anh gọi ok giờ tức là vui là không rồi em nói là để em học từ biểu thị chứ bày tỏ ấy không chứ à chắc chưa học rồi thôi không sao lần qua đi tiếp sang từ dự, tiếp vào từ trơn trắng là gì là tính từ bình thường à, trơn trắng là bình thường tính từ trơn trắng do nó là sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường em nói là sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường em sẽ nói là sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường là gì của tôi thân thể gì khá khẩn gì trơn trắng rồi em nói đi của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng em nói đi trơn rồi anh ơi của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng sức khỏe của tôi vẫn còn rất là bình thường khá khẩn trơn trắng của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng của tôi thân thể khá khẩn gì trơn trắng sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường rồi anh hàng rồi anh gửi trên diễn đàn đi của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng đã xong chưa của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng sức khỏe của tôi vẫn rất bình thường của tôi thân thể khá khẩn trơn trắng rồi của tôi sẽ rồi em gõ rồi thế này trơn trắng em nói là tôi cảm thấy hành vi của cô ta có một chút không bình thường em nói là tôi cảm thấy hành vi của cô ta có một chút không bình thường rồi chơi tơ tha tơ gì à, hành vi là xíu quấy học từ này chứ xíu quấy là ủa chơi tơ gì ủa chơi tơ tha tơ xíu quấy yếu tiền gì yếu tiền bù trơn trắng giờ em nói là cả câu đi ồ chế tơ tha tờ xíu quầy yếu tiền bù trơn trắng em nói đi ồ chế tơ tha tờ xíu quầy yếu tiền giờ yếu tiền bù trơn trắng đúng không ồ chế tơ tha tờ xíu quầy yếu tiền bù trơn trắng tôi cảm thấy hành vi của cô ta có một chút không bình thường đúng không ồ chế tơ tha tờ xíu quầy yếu tiền bù trơn trắng đúng không tôi cảm thấy hành vi của cô ta có một chút không bình thường em lên chưa rồi hả rồi anh copy sang cái diễn đàn đi em copy xong gửi sang diễn đàn là sao? Ủa, chế tơ tha tơ gì? À, ủa, chế tơ tha tơ xíu quầy yếu tiền bù trơn trắng. Giờ tiếp này, xong thì em có gửi chưa? Giờ anh xem nào. Giờ anh có đúng rồi. Tiếp từ trơn trắng rồi tiếp vào trống rỗng là gì? Thừa nhận là trống rỗng thừa nhận. Cho nên là tôi phải thừa nhận cô ta rất là gì? Cô ta rất là cô ta rất thích xem bóng đá em nói là tôi phải thừa nhận cô ta rất thích xem bóng đá em nói nào tôi phải thừa nhận cô ta rất thích xem bóng đá là gì ủa tẩy gì thao khai chỉ hoan ok anh nói ủa tẩy trắng rồi thao khai chỉ hoan khẳng chủ trường anh nói tôi phải thừa nhận gì cô ta rất thích xem bóng đá ủa tẩy trắng rồi thao khai chỉ hoan khẳng chủ trường đúng không tôi phải thừa nhận cô ta rất thích xem bóng đá ủa tẩy trắng rồi ủa tẩy Chẳng rằng ta hẳn sĩ khoan à, Khan gì? Khan chủ trưởng Rồi anh Trang gọi rồi anh gửi đi, anh gửi cho cả diễn đàn đó Ủa tại chẳng rằng Ta hẳn sĩ khoan Khan chủ trưởng đúng không? À, tôi phải thừa nhận cô ta rất thích xem bóng đá Chẳng rằng à, Tôi chẳng rằng Giờ thế này Thừa nhận à. Giờ nó là mọi người không muốn thừa nhận năng lực của cô ta em nói là mọi người không muốn thừa nhận năng lực của cô ta em nói là ta cha bu sản gì chẳng nhận tha tờ năng lực năng lực giờ em nói lại đi ta cha bu sản chẳng nhận tha tờ năng lực em nói đi giờ ta cha giờ anh bu sản chẳng nhận tha tờ năng lực giờ anh à, mọi người không muốn thừa nhận là năng lực của cô ta tha tờ năng lực ta cha bu sản chẳng nhận tha tờ năng lực anh nói 大家不想
Chẳng rèn tha tờ gì, tha tờ nắng lên. Đấy không? Mọi người không muốn thừa nhận năng lực của cô ta. À, đúng không rồi. Ta cha bù xiang chẳng rèn tha tờ nắng lên. Anh gửi chứ? Ở trên diễn đàn đấy. À, ta cha bù xiang chẳng rèn tha tờ nắng lên. Rồi. Rồi, cho bạn nhá. Giờ anh gọi thân nào. Đây là chấm bài của em. Giờ anh gọi giờ bù xiang chẳng rèn. Tiếp từ phát quá là gì? Là phát cuồng. Là động từ phát quang. Phát cuồng, à, phát cuồng. À, anh nói là cô ta phát cuồng tới mức độ nào? Anh nói là cô ta phát cuồng tới mức độ nào? Tha phát khoáng gì? Tao sợ mơ. Giờ anh nói tha phát khoáng tao sợ mơ. Trần tụ. Cô ta phát cuồng tới mức độ gì? Mức độ nào? Tha phát khoáng tao sợ mơ. Trần tụ. Anh nói chứ? À, cô ta phát cuồng tới mức độ nào? Hay mức độ gì? Tha phát khoáng tao sợ mơ. Trần tụ. Anh nói chứ? À, cô ta phát cuồng tới mức độ nào hay mức độ gì đã tha pha khoáng tạo số mặt trắng tu em không tha pha khoáng tạo số mặt trắng tu giờ em hàng đúng rồi em gửi sang em copy sang diễn đàn đi à, tha pha khoáng tạo số mặt trắng tu em gửi chứ giờ tôi anh làm rồi giờ tiếp mặt từ gì từ chỉ biết sản là gì cái giải thi đấu á cái trận đấu tranh giải nó là chỉ biết sản là trận tranh giải chỉ biết sản trận tranh giải à, nhớ chỉ biết sản trận tranh giải. Rồi. Đấy nó là các bạn tham gia trận tranh giải không? Trận tranh giải năm nay không? Hay là các bạn tham gia trận tranh giải năm nay không? Nhi mình tham gia gì? Jin nian gì? Jin nian de jin biao ma. Rồi anh ơi. À nhi mình tham gia jin nian de jin biao sa ma. Các bạn tham gia jin biao. Rồi tại anh ơi. Nhi mình tham gia jin nian de jin biao sa ma. Nhi mình tham gia jin nian de gì jin biao sai ma à, các bạn tham gia gì trận tranh giải của năm nay không à, nhưng mà tham gia jin nian de jin biao sai ma để tham gia à, các bạn tham gia trận tranh giải của năm nay không nhưng mà tham gia jin nian de jin biao sai ma anh lên chưa à, nhưng mà tham gia jin nian de jin biao sai ma đấy gọi ông giờ các bạn tham gia trận tranh giải của năm nay không nhưng mà tham gia jin nian de jin biao sai ma anh lên chưa. À, các bạn tham gia trận tranh giải của năm nay không? Anh gửi chứ? Trên diễn đàn đấy, anh xem nào. Nhưng mà xem chưa? Rồi anh gọi đúng rồi. Thế chúng ta có từ chi diện là gì? Là trong khoảng thời gian hay là trong thời kỳ? Hay trong khoảng thời gian, trong thời kỳ. Nó gọi là chi diện. À, anh nói là trong thời gian nghỉ hè, các bạn cần chú ý ôn tập bài vở. Anh nói là. Sổ trà chi chiên gì nữa? Sổ trà chi chiên. Đó, tí nữa. Nhi bán gì? Nhi bán yào chú ý học rồi đúng không? Chú ý học rồi là chú ý. Nhi bán yào chú ý gì? Thường xuyên ôn tập bài vở là gì? Chính tráng, chú ý chính tráng. Phù xí, công khờ. Em học từ công khờ chứ? Là bài vở đấy. Công khờ. Rồi. À, quyển 2. Công khờ bài vở. Em nói là cả câu đi. Sổ trà chi chiên. Nhi bán yào chú ý chính tráng phù xí công khờ. Em nói đi. Sổ trà chi chiên. Nhi mà yào chú ý gì? Nhi mà yào chú ý gì? Chú ý. Chính tráng chứ? Chính tráng phù xí. Phù xí công khờ. Rồi anh ạ. Trong cái thời gian nghỉ hè các bạn cần phải thường xuyên ôn tập bài vở. Sủ giả chi chết. Nhi yào chính tráng phù xí công khờ. Đấy không ạ? Sủ giả chi chết. Nhi yào chính tráng phù xí công khờ. Được chứ? Sủ giả chi chết. Nhi mà yào chính tráng phù xí công khờ. Anh gửi đi. Anh chấm ba. Nhờ chinh trang phu xì công khờ. Các bạn thường xuyên ôn tập bài vở. Xong chưa? Anh gửi trên diễn đàn đi. Sủ giả chi chế. Nhờ chinh trang phu xì công khờ. Trong cái thời gian nghỉ hè các bạn phải thường xuyên ôn tập bài vở. Nhờ chinh trang phu xì công khờ. Nhờ chinh trang phu xì công khờ. Giờ tôi xem nào. Rồi, anh gửi diễn đàn nhé. Sủ giả chi chế. Nhờ chinh trang phu xì công khờ. Đấy, anh chưa gửi, anh gửi đi, copy sang diễn đàn. Sủ gia chi diện, nếu chinh trang phu xì cung khờ. Đó, đâu rồi, em gửi đi, à rồi. Xem nào, rồi, anh gọi rồi. Rồi, ok rồi, phu xì cung khờ. Rồi, tiếp vào gì? Chi diện. Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Tôi muốn tận dụng cái thời gian này
Đi du lịch, đi nước ngoài du lịch. Em nói là khoảng thời gian từ tháng 6, từ tháng 9 tôi muốn tận dụng cái thời gian này đi nước ngoài đi nước ngoài du lịch. Chống liệu yê, tao chịu yê, chi chiên, không, cho nó nhanh, cho nó gọn. Tôi sẽ gì? Tôi sẽ lợi dụng cái thời gian gì? Thời gian này, cái thời gian là gì nữa? Cái thời gian, gì? Đi nước ngoài du lịch, chuyển quốc ngoại, lưu xứ. Rồi anh nói cả câu đi. Từ 9 tháng, từ 6 tháng đến 9 tháng trong đó, tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Anh nói đi. Từ 6 tháng đến 9 tháng trong đó, tôi muốn lợi dụng cái đi nước ngoài. Đi nước ngoài hay hơn. Anh nói vậy. Tôi muốn lợi dụng cái thời gian gì? Đi nước ngoài du lịch. Anh nói. Từ các khoảng thời gian từ tháng 6 tháng 9, tôi muốn tận dụng cái thời gian này đi nước ngoài du lịch. Anh nói. Từ 6 tháng đến 9 tháng trong đó, tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Đây, chắc có âm chưa? Tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Em hiểu được chưa? Tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Đây, tôi muốn tận dụng cái thời gian này đi nước ngoài du lịch. Đấy không? Tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Đấy chưa? Em chưa? Tôi muốn lợi dụng cái thời gian đi nước ngoài du lịch. Dạ. Cái đó. Là một nữa. Là một vài của bạn là một hết. Đấy em gửi đi, em coi chưa gửi diễn đàn, em gửi đi. Em copy sang diễn đàn đi. Em gọi trên diễn đàn trước xong rồi hãy copy sang trên Facebook sau. Em ưu tiên gọi trên diễn đàn trước đó. Xong gọi sang Facebook sau. Rồi em lên chưa? Giờ thôi, anh bấm giờ. Ok giờ. Hỏi tiếp bà từ, xem là giống động từ giống. Giống. Giờ em nói là cô ta rất là giống bạn gái của tôi, em nói là cô ta rất là giống bạn gái của tôi. Tha khẩn xiang gì? Của tớ nghĩ gì? Giờ các bạn, tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Cô ta rất giống bạn gái của tôi. Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Cô ta rất giống bạn gái của tôi. Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Em làm chưa? Cô ta rất giống bạn gái của tôi. Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Cô ta rất giống bạn gái của tôi. Em lên chưa? Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Cô ta rất giống bạn gái của tôi. Em làm chưa? Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Em gửi trên diễn đàn đi. Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Em làm chưa? Tha khẩn xiang của tớ nữ bạn nhờ. Rồi tiếp này. Xiang. Vác lịch của bạn không giống của tôi, hay nói là vali của bạn không giống của tôi là gì? Nhìn cái xiang zi bù xiang gì? Wǒ de, nǎi ge, nǐ de xiang zi bù xiang, không giống, bù xiang gì? À, bù xiang wǒ de. Bù xiang wǒ de, vali của bạn không giống của tôi, nǐ de xiang zi bù xiang wǒ de, nǐ de xiang zi bù xiang wǒ de, vali của bạn không giống của tôi. À, nǐ de xiang zi bù xiang wǒ de. À, vali của bạn không giống của tôi. Đấy lên chưa? Nǐ de xiang zi bù xiang wǒ de. Ok, tiếp này xong mình dạy. Nǐ de xiang zi bù xiang wǒ de. Vali của bạn không giống của tôi. Giờ anh gặp rồi. Tiếp sang giờ chúng ta có từ là từ sinh bệnh là gì? Là ốm. Nó sinh bệnh tức là ốm đấy. Nó là nguyên nhân cô ta ốm là gì? Anh nói là nguyên nhân cô ta ốm là gì? Thế là gì? À, sinh bệnh de nguyên nhân sự là tớ anh có ba, ta sinh bệnh của nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của ta ốm là gì? À, ta sinh bệnh của nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của ta ốm là gì? À, ta sinh bệnh của nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của ta ốm là gì? À, ta sinh bệnh của nguyên nhân là gì? Rồi anh có, ok rồi anh có tiếp xin giải lại đi. Rồi xem nào. Ta sống bình thường như thế nào? Giờ anh làm gì? Giờ tiếp này, sống bình. Cô ta ốm 3 hôm nay rồi, hay nào nào? Con sống bình. Ta sống là sang thiên bình, thấy không được? Ta sống là sang thiên bình. 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 Cô ta ốm 3 ngày. Thấy không? Ta sống là gì? Sang thiên bình. Cô ta ốm 3 ngày. Anh Trang gọi ông ra, ta xong là sang thiên bình. Anh gửi đi, anh gửi trên diễn đàn nữa.
他生了三天病，那个叫 ốm 3 ngày，他生病三天，哎呢，生病三天，他生病三天了，哎，那他哪的？生了三天病，还生病三天了，对吧？天呐，这他妈的từ bái thiên là gì？ Là ban ngày， bái thiên là ban ngày， rồi anh trang gọi ra, nó là ban ngày tôi đến công ty làm việc, buổi tối tôi đi làm. Buổi tối tôi dậy dậy tiếng Trung, nó là ban ngày tôi đi làm, tôi đến công ty làm việc, buổi tối tôi dậy tiếng Trung là gì? Nó là bài thiên ở chi công sư sang ban giờ buổi tối tôi đi học là gì? Buổi sáng của gì? Của cháu Khan gì? Khan gì? Rồi anh nói em nói cả câu đi, bài thiên của chi công sư sang ban và buổi sáng của cháu Khan gì? Bà thiên, tôi đi công ty, làm ban, rồi buổi sáng gì? Buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, rồi anh ơi, bà thiên, tôi đi công ty, làm ban, buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, buổi tối tôi gì? Tôi dạy học tiếng Trung, buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, anh nghe chưa? Buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, bà thiên, tôi đi công ty, làm ban, buổi sáng, tôi giao Hàn ngữ, rồi anh qua không giờ? Anh gửi trên diễn đàn đi. Được chưa? Nó anh chưa gửi mà. Anh gửi trên diễn đàn đi. Hoàn sang của chị. Hoàn sang của cho Hàn. Được. Hoàn sang của cho Hàn. Bởi tôi dạy tiếng Trung. Rồi anh gom rồi. Tiếp từ gì nhỉ? Từ bài thiên ra. Chính sẵn là gì? Tinh thần. Chính sẵn tinh thần. Chính sẵn tinh thần. Chúng ta từ. Chính sẵn tinh thần. Ok, giờ nó là chương sẵn tinh thần. Rồi anh nói là tinh thần làm việc của các bạn rất là tốt. Anh nói là tinh thần làm việc của các bạn rất là tốt. Thì nói là niềm ăn gì? Niềm ăn công chúa tờ chương sẵn. Niềm ăn công chúa tờ chương sẵn hẳn gì? Hẳn khảo. Anh nói là các câu đi. Niềm ăn công chúa tờ chương sẵn. Rồi anh nói niềm ăn công chúa tờ chương sẵn hẳn khảo. Tinh thần làm việc của các bạn rất là tốt. Nhưng mà công chúa là chính sản hẳn hẳn. Nó tinh thần làm việc của các bạn rất tốt. Đấy không? Nhưng mà công chúa là chính sản hẳn hẳn. Nó tinh thần làm việc của các bạn rất tốt. Đấy lên chứ. Nhưng mà công chúa là chính sản hẳn hẳn. Nó tinh thần làm việc của các bạn rất tốt. Được chứ? Anh gửi đi. Rồi anh Trang gọi ấm ra. Rồi nhưng mà công chúa là chính sản hẳn hẳn. Anh gửi trên diễn đàn đi. Rồi nhưng mà công chúa là chính sản hẳn. Anh chưa gửi à? Diễn đàn, diễn đàn. Nhìn mà cung cho tờ chương trình hả? Em Hà gửi đi. Diễn đàn đâu rồi? Em gửi đi. Alo. Em Hà chặn đâu mất rồi. Nhìn mà cung cho tờ chương trình hả? Đó là mất sóng rồi. Chúng ta phải gọi lại cho bạn Hà mất. Giờ các bạn chờ tí nhá. Mình đã gọi lại cho bạn Hà. Các bạn chờ tí. Đó, mất sóng rồi. Nhìn mà cung cho tờ chương trình hả? Các bạn chờ tí nha. Alo, em gửi đi. Tự nhẹ. Thế em vừa làm gì vậy? Được à? Giờ em ra gọi đi, em gọi lại cái câu vừa rồi đi. Nhìn mà cung chút tờ chính sở hả? Em qua gửi vào diễn đàn đi. Em chưa thấy em gửi vào diễn đàn. Nhìn mà cung chút tờ chính sở hả? Anh tự nhẹ em mất điện. Giật giật mình. Nhìn mà cung tốt là chính sở hả? Anh xong chưa? Anh gửi diễn đàn đi. Nhìn mà cung tốt là chính sở hả? Đó, tinh thần làm việc của các bạn rất tốt. Rồi anh gọi giờ. Chính sở. Đó là hôm nay tôi chẳng có một chút tinh thần gì cả nữa nè. Ủa, ý tiền gì? Ý tiền chính sở. Dạ, mấy ạ. Rồi anh gọi. Chính tiền gì? Ủa, ý tiền chính sở. Dạ, mấy ạ. Hôm nay tôi chẳng có chút tinh thần gì cả. Đấy, anh gọi. Đó là rất là bề ngoài. Vật vờ. Đúng không? Chính tiên của y tiền gì? Y tiền chương sẵn. Yeah, mấy giờ. Hôm nay tôi chẳng có một chút tinh thần. Đúng không? Chính tiên của y tiền chương sẵn. Yeah, mấy giờ. Chính tiên của y tiền chương sẵn. Yeah, mấy giờ. Hôm nay tôi chẳng có một chút tinh thần nào. Giờ em gửi diễn đàn đi. Chính tiên của y tiền chương sẵn. Yeah, mấy giờ. Hôm nay tôi chẳng có một chút tinh thần. Gì cả. Cho bạn nhá. Chính tiên của y tiền chương sẵn. Yeah, mấy giờ. Chính tiên của y tiền chương sẵn. Mấy giờ. Giờ tôi
Anh gửi đi diễn đàn nhé. Giờ tôi anh gọi rồi. Tiếp vào từ gì? Từ xe là chính sản rồi. Từ thi là gì? Là dán ấy. Thi là dán. Dán là dán lên tường đấy. Không phải dán là cái gì đâu. Dán lên. Đó là gì? Dán. Giày. Dán đấy. Thế là em là cái gì em dán lên trên. Là dán lên trên mình có một cái gì đó. Em dán là bạn dán cái tranh này lên tường đi, anh nói nè. Bạn dán cái bức ảnh này lên tường đi, anh nói nè. Ni bà gì? À, chưa từ bà nhỉ? Đã chưa từ bà. Là bức tranh này hay là cái tấm ảnh này bạn dán lên tường đi, anh nói nè. Tấm ảnh này bạn dán lên tường đi, anh Trang gõ rồi. Chờ trang cho phiền gì? Ni ni gì? Ni thiết tại chẳng sang bà. Đó. Em nói là cả câu đi. Chưa trang cho phiền thì thiết tại chẳng sang bà. Em nói đi. Chưa trang cho phiền. Rồi anh ơi, thiết ra gì? Chẳng sang bà. Cái ảnh này bạn dán lên tường đi. Anh ơi. Chưa trang cho phiền thì thiết tại chẳng sang bà. Chưa trang cho phiền thì thiết tại chẳng sang bà. Cái bức ảnh này bạn dán lên tường đi. Thấy lên chưa? Chưa trang cho phiền thì thiết tại chẳng sang bà. Bức ảnh này bạn dán lên tường đi. Được chưa? 这张照片你贴在墙上吧. Cái bức ảnh này bạn dán lên tường đi. Em gửi chưa? Cho diễn đàn đấy. 这张照片你贴在墙上吧. Giờ tận rồi. Thiết tại. Nên là bạn muốn dán ở đâu? Em nói là bạn muốn dán ở đâu? Lý sản gì? Thiết tại nào? Thế đó. Anh các bạn đi. Lý sản thiết tại nào? Bạn muốn dán ở đâu? Lý sản thiết tại nào? Hiểu không? Lý sản thiết tại nào. Bạn muốn dán đâu? Đúng không? Ní xiang thiê zài nào? Ní xiang thiê zài nào? Bạn muốn dán ở đâu? Được chưa? Ní xiang thiê zài nào? Bạn muốn dán ở đâu? Rồi tiếp vào từ gì? Từ thông chữ là gì? Thông thông báo đấy. Thông báo. Nó vừa động từ vừa danh từ. Thông chữ thông báo. Rồi nên là bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Anh nhớ là bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Bạn số ta rồi. Duy xin, duy xin thông, nì sâu tạo duy xin thông chư lơ mang. Em nói lại đi, nì sâu tạo duy xin, duy xin thông chư lơ mang. Em nói đi, nì duy xin thông chư lơ mang. Rồi anh ơi, anh Trang gọi em rồi. Anh nói đi, nì sâu tạo duy xin thông chư lơ mang. Bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Nì sâu tạo duy xin thông chư lơ mang. Bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Anh lên chưa? Nì sâu tạo duy xin thông chư lơ mang. Bạn nhận được thông báo mới nhất chưa? Đó. Anh gửi diễn đàn chưa? Anh gửi diễn đàn đi, chấm bài. Nì sâu tạo duy xin thông chư lơ mang. Giờ tiếp nào. Ok, đúng rồi. Thông chư. Thông chư rồi. Thế nào? Tức là hôm nay công ty có thông báo gì mới không? Hay nói là hôm nay công ty có thông báo gì mới không? Công ty có gì? Công ty có mà nói đi. Hôm nay công ty có gì xin thông chư mà? Nói đi. Hôm nay công ty có gì xin thông chư mà? Rồi anh không? Hôm nay công ty có thông báo gì mới không? Anh không? Hôm nay công ty có gì xin thông chư mà? Hôm nay công ty có thông báo gì mới không? Đúng không? Hôm nay công ty có gì thông chưa mà? Hôm nay công ty có thông báo gì mới không? Được chưa? Hôm nay công ty có gì thông chưa mà? Hôm nay công ty có gì thông chưa mà? Giờ đấy là danh từ, thông chưa là danh từ. Còn nếu mà thông chưa là động từ sao? Nó là các bạn có công việc mới thì thông báo cho tôi nhé. Các bạn có công việc mới thì thông báo cho tôi nhé. Nếu mà có gì? Có xin công tác, thì thông chí của bà. Cái từ thông chí này nó ở Việt Nam bây giờ mới có cái từ là từ thông tin. Nó động từ thông tin. Tức là gì? Các bạn có việc gì mới thì thông tin cho tôi nhé. Thông tin cho tôi nhé. Cái từ này từ nó mới sáng tạo ra cái từ thông tin ở Việt Nam. Nó biến thể thành cái động từ. Đấy các bạn, nếu mà có gì? Có xin công tác. Xin công tác, chỉ có gì? Chỉ có thông chí của bác. Đấy không? Nếu mà có xin công tác, chỉ có thông chí của bác. Các bạn có việc mới thì
thông báo cho tôi nhé. Được chưa? Nếu mà có xin công tác thì thông chí tôi ba. Thông chí tôi ba. Đấy không ạ? Nếu mà có xin công tác thì thông chí tôi ba. Các bạn có công việc mới thì thông báo cho tôi nhé. Rồi em là gọi thông chưa? Bà Trang gọi xong rồi đấy. Nếu mà có xin công tác thì thông chí tôi ba. Được không ạ? Thông chí. Đó là học từ kịp thời chưa? Chí sứ học chưa nhỉ? Kịp thời hay chưa? Học từ này chưa? Chí sứ kịp thời. Chí sứ. Nó là kịp thời. Chí sứ. Kịp thời. Rồi. Thật chắc chắc anh chưa học đâu. Anh sợ em ngồi nhiều quá. Nó lại dội hết. Tiếp bản giao tiếng là gì? Động từ là gì? Là tạm tạm dừng. À, giao tiếng. Tạm dừng. Ok, giờ nó là tôi muốn tạm dừng công việc này một thời gian. Em học một thời gian chưa? Ý toàn thời gian học rồi một khoảng thời gian đấy. Em nói là tôi muốn tạm dừng công việc này một khoảng thời gian là gì? Tôi muốn tạm dừng công việc này một khoảng thời gian. Tôi muốn tạm dừng thời gian. Tôi muốn tạm dừng công việc này một khoảng thời gian. Hay là gì? Tôi muốn tạm dừng một khoảng thời gian công việc. Chúng ta có cái từ tạm dừng một khoảng thời gian nói lên trước nó hay hơn. Tôi muốn tạm dừng một khoảng thời gian công việc. Đúng không? Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc này. Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc. Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc. Đúng không? Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc. Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc này. Đúng không? Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc. Được chưa? Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc này. Giờ anh gửi diễn đàn đi. Anh gửi cho cả diễn đàn nữa. Tôi muốn tạm dừng một thời gian công việc. Tôi muốn tạm dừng một khoảng thời gian. Công việc này. Rồi, tôi muốn tạm dừng một thời gian cho công việc. Anh gửi đi. Anh copy xong. Tôi anh gọi xong. Tạm dừng. Tạm dừng. Tiếp vào từ ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là kinh doanh. Anh nhá, là kinh doanh, là bán hàng đấy. Ý nghĩa là kinh doanh. Giờ nó là cửa hàng của tôi tạm dừng kinh doanh. Nó là mấy hôm nay. Xin ý nghĩa. Giờ anh sẽ nói tiếp là gì? Mấy hôm nay cửa hàng của tôi tạm dừng kinh doanh là gì? Mấy hôm nay là gì? Chưa chỉ thiên, học rồi đúng không? Ủa tờ sang tiền giàn thiếng hiểu nghĩa. Anh nói đi. Chưa chỉ thiên, ủa tờ sang tiền. Chưa chỉ thiên, ủa tờ sang tiền giàn thiếng hiểu nghĩa. Anh nói không? Mấy hôm nay cửa hàng của tôi tạm dừng kinh doanh. Chưa chỉ thiên, ủa tờ sang tiền giàn thiếng hiểu nghĩa. Mấy hôm nay cửa hàng của tôi tạm dừng kinh doanh. Chưa chỉ thiên, ủa tờ sang tiền giàn thiếng hiểu nghĩa. À, mấy hôm nay cửa hàng của tôi tạm dừng kinh doanh, anh xong chưa? Thế nào? Thế nào? Nói như nhau cả. À, dừng gì? Tức là gì? Một cái công ty hay là một cái doanh nghiệp, thì là một cái cửa hàng, một cái shop gì đó, nó từ dừng gì là nó đang vận hành kinh doanh trong một cái khung thời gian nào làm việc, bất kể thời gian làm việc từ lúc nào đến lúc nào đó, được. Và từ chương nghĩa thì nó sẽ bao quát rộng lớn hơn, như là nó chỉ là như là buôn bán gì đó, chương nghĩa cái này là nó buôn bán đó. Còn dưỡng nghĩa nó chỉ là gì, nó là cái kinh doanh về mặt trong một cái khung giờ nào đó thôi, một cái công ty này, một cái cửa hàng hay cái shop hay một doanh nghiệp nó vận hành kinh doanh, nó vận hành giao dịch ấy, nó vận hành giao dịch trong một cái khoảng thời gian nào đó. Còn chương nghĩa thì nó khác, nó sẽ rộng bao quát rộng lớn hơn chương nghĩa. Ví dụ này, anh nói là bạn muốn kinh doanh quần áo không? Anh nói là bạn muốn kinh doanh quần áo không? Nếu chẳng gì? Nếu chẳng chương dưỡng y phô mát, thế đó. Tức là bạn muốn buôn bán quần áo không? Mà chứ không dùng là gì? Nếu chẳng dưỡng gì y phô mát, nó không dùng như vậy. Dưỡng gì chỉ dùng đối với là một cái cửa hàng, công ty hay một cái doanh nghiệp nào đó, nó mở cửa trong một cái khoảng thời gian nào đó, nó mở cửa giao dịch trong một cái khung giờ nào đó. Thì nó dùng từ dưỡng nghĩa, còn nếu mà từ chữ nghĩa thì nó sẽ khác. Nó cũng là kinh doanh nhưng mà nó sẽ dùng nó rộng lớn hơn, nó bao quát hơn. Lý giải chữ nghĩa sao vậy? Informa, anh có bạn muốn kinh doanh cần nào không? Anh chàng gọi ra lý giải chữ dưỡng informa. Thấy chưa? Bạn muốn kinh doanh cần nào không? Lý giải chữ dưỡng yên informa. Nào, lý giải chữ dưỡng informa. Anh lên chưa? Anh gửi diễn đàn đi. Rồi đó là sau này bạn muốn kinh doanh cái gì? Nào, sau này bạn muốn kinh doanh cái gì? Ý khâu này hay hơn, ý khâu là nó là về sau, ý khâu là sau này,
Đúng không ạ? À, ý không đi sẵn chương trình sẵn mà, đúng không ạ? Thế sau này bạn muốn là kinh doanh cái gì? À, ý không đi sẵn chương trình sẵn mà, đúng không ạ? Ý không đi sẵn chương trình sẵn mà. À, sau này bạn muốn kinh doanh cái gì? Ý không đi sẵn chương trình sẵn mà. Đúng không ạ? À, bạn chẳng gọi rồi đấy. À, ý không đi sẵn chương trình sẵn mà. Sau này bạn muốn kinh doanh cái gì? Anh nói nhá. 以后你想经营什么？sau này bạn muốn kinh doanh cái gì? Được chưa? Giờ thế này, là sau này tôi muốn kinh doanh điện thoại di động là gì? Sau này tôi muốn kinh doanh điện thoại di động là gì? Không, tôi sẵn chứng sổ chí là sao? Không, tôi sẵn chứng sổ chí. Sau này tôi muốn là buôn bán điện thoại di động á. Không, tôi sẵn chứng dưỡng sổ chí. Sau này tôi muốn gì? Buôn bán điện thoại di động. Ý không, tôi sẽ chuyên những sổ chị. Giờ anh làm xong chưa? Thế chúng ta có từ gì nữa anh làm đấy? Từ gì? Câu là đủ đấy, anh vừa nói rồi đấy. Câu là đủ là với tới đấy. Câu từ cháu, câu bột cháu. Câu là đủ. Đó là bạn đã nói đủ chưa? Anh nói là bạn đã nói đủ chưa? Nì xua gì? Giờ lơ mà để xua câu là mà à, bạn đã nói đủ chưa để xua câu là mà rồi anh có không em gọi trên diễn đàn trước đã xong rồi gọi hãy gửi sang hãy gọi dán sang copy sang Facebook sau để xua câu là mà bạn đã nói đủ chưa em nói là bạn cảm thấy đủ chưa em nói là bạn cảm thấy đủ chưa để chuyển tới câu là mà rồi anh có không bạn cảm thấy đủ chưa nì chuyển tới câu là mà anh chẳng gọi rồi nì chuyển tới câu là mà bạn cảm thấy đủ chưa em chưa nì chuyển tới câu là mà giờ câu tôi cảm thấy vẫn chưa đủ là gì của chuyển tới khái cú gì của thế mà của chuyển tới khái cú câu à, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ của chuyển tới khái cú câu anh các bạn tôi cảm thấy vẫn chưa đủ đó, của chuyển tới khái cú câu. Rồi, anh gửi diễn đàn đi. Anh gửi diễn đàn, em gọi diễn đàn trước đã xong rồi anh gọi gửi trên này sau, gửi trên Facebook sau. Hả? Ủa chế tớ khỏi bù cỡ đó đấy, ủa mà. Ủa chế tớ khỏi bù cỡ, tao cảm thấy vẫn chưa đủ. Rồi anh sẽ gửi lên trên này. Ủa chế tớ khỏi bù cỡ, tiếp vào từ gì? Sẽ từ câu từ gì ấy? Sản, ok, chúng ta từ câu, ngoài ra là gì? Đủ cái gì đó ví dụ này anh nói là tháng này bạn đủ tiêu tiêu tiền không anh nói là tháng này bạn đủ tiêu tiền không cho cái việc gì thì câu tiêu tiền là khoa chỉ là tiêu tiền anh nói là trước cái việc này câu khoa chỉ mà anh nói trước cái việc này câu khoa chỉ mà tháng này bạn đủ tiêu tiền không đủ tiền tiêu không ấy trước cái việc này câu khoa chỉ mà anh nói là đi trước cái việc rồi ngoài này câu khoa chỉ mà tháng này bạn đủ tiêu tiền không? Trước cái月 này câu hoa chỉ mà tháng này bạn đủ tiêu tiền không? Được không? Trước cái月 này câu hoa chỉ mà tháng này bạn đủ tiêu tiền không? Được chưa? Trước cái月 này câu hoa chỉ mà anh gửi diễn đàn chưa? Anh gửi diễn đàn đi. Trước cái月 này câu hoa chỉ mà đấy anh ngậm rồi. Trước cái月 này câu hoa chỉ mà tháng này bạn đủ tiêu tiền không? Giờ tiếp chúng ta từ gì? Từ soạn là gì? Soạn là tính. Tính toán đấy, soạn. Giờ anh nói là soạn. Soạn. Coi như là coi như là chưa soạn, coi cứ coi như là chưa soạn. Anh nói là cứ coi như là tôi vẫn chưa nói gì với bạn. Anh nói là cứ coi như là tôi vẫn chưa nói gì với bạn. Anh nói là chưa soạn gì? Ủa, khai mấy cân nỉ xua xua sớm à? Anh nói là cả câu đi. Anh nói là đi. Chưa sao của Khải mấy cân này xua sớm à, chưa sao rồi anh chưa sao của Khải mấy rồi cân này xua sớm à, cứ coi như tôi vẫn chưa nói gì với bạn đúng không chưa sao của Khải mấy cân này xua sớm à, chưa sao của Khải mấy cân này xua sớm à, cứ coi như tôi vẫn chưa nói gì với bạn đấy chứ à, chưa sao của Khải mấy cân này xua sớm à, đúng chưa. À, cứ coi như tôi vẫn chưa nói gì với bạn à, chưa soạn của Khải mấy cân nỉ xua sớm à, tiếp xong bây giờ chúng ta có từ gì chưa soạn giờ à, soạn
Xoan là bà, bỏ đi. À, từ cái có kêu này. Xoan là bà, bỏ đi. Giờ tiếp này. Xoan. Tôi thật sự là rất là nhiều. Nhiều vô kể. Tôi thật sự. Ra thử nói là mẫu điện thoại này ở Việt Nam rất là nhiều. Anh nói nào. Mẫu điện thoại này ở Việt Nam rất là nhiều. Chưa khoản sổ chi. Chưa khoản sổ chi gì. Khoản là cái mẫu mã đấy. Chưa khoản sổ chi. Tại Việt Nam gì? Chưa khoản sổ chi. Tại Việt Nam. Tôi thật sự. Anh nói là cả câu đi. Chẳng có gì. Chưa khoản sổ chi. Tại Việt Nam. Rồi anh qua. Tại Việt Nam. Tôi thật sự. Cái mẫu điện thoại này á, mẫu điện thoại này ở Việt Nam vô cùng nhiều, rất là nhiều. Chưa khoản sổ chi, chưa khoản sổ chi tại Việt Nam tua thật sự. Trang gọi dụng cho tôi. Anh Hà không chưa? Chưa khoản sổ chi tại Việt Nam tua thật sự. Chưa khoản sổ chi, chưa khoản sổ chi tại Việt Nam tua thật sự. Giờ anh gửi chứ, giờ anh gọi không chưa? Tại Việt Nam tua thật sự. Rồi tiếp theo từ chi nhận là gì là tận mắt. Chúng ta có từ chi nhận là tận mắt. Giờ nó là tôi muốn tận mắt nhìn cô ta biểu diễn. Em nói là anh Trang gọi rồi. Tôi sẽ chi nhìn gì? Khán thá. Tôi sẽ chi nhìn khán thá biểu diễn. Giờ em nói đi. Tôi sẽ chi nhìn. Chi nhìn khán thá biểu diễn. Giờ anh gọi là tôi sẽ chi nhìn khán thá biểu diễn. Tôi muốn tận mắt nhìn cô ta gì biểu diễn. Tôi sẽ chi nhìn khán thá biểu diễn. Tôi muốn tận mắt nhìn cô ta biểu diễn. Được chưa? Tôi muốn chi nhìn khán thá biểu diễn. Tôi muốn tận mắt nhìn cô ta biểu diễn. Đầu tiên này, chi nhìn. Sự kiện bay là gì? Là cúp thế giới, là World Cup đây. World Cup, World Cup. Đó là tôi muốn tận mắt xem World Cup là gì? Tôi muốn tận mắt xem World Cup là gì? Tôi muốn chi nhìn khán gì? Tôi muốn chi nhìn khán gì? Sự kiện bay. Tôi muốn tận mắt xem cúp thế giới. Tôi muốn chi nhìn khán gì? Sự kiện bay. Tôi muốn tận mắt gì? Xem World Cup. Tôi muốn chi nhìn khán sự kiện bay. Tôi muốn tận mắt xem World Cup. Tôi muốn chi nhìn khán sự kiện bay. Anh lên chưa? Tôi muốn tận mắt xem World Cup. Tôi muốn chi nhìn khán sự kiện bay. Tiếp chúng ta từ chuẩn là gì? Là cho phép, là phê duyệt đấy, duyệt hay là phê duyệt, chuẩn, duyệt. Đó là cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Nó là cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Tha pa chuẩn dần gì? Tha pu chuẩn wo de, wo de yao qiu. Anh ơi. Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Cô ta không duyệt cái yêu cầu của tôi. Đó, trang gọi rồi. Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Là cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Anh ơi. Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Là cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Anh lên chưa? Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Anh ơi. Em gửi chưa? Diễn đàn đấy. Xem nào. Giờ em gọi em ra. Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Cô ta không duyệt yêu cầu của tôi. Tha pu chuẩn wo de yao qiu. Giờ chuẩn. Giờ tiếp này. Nguyên nhân cô ta không duyệt công việc của bạn là gì? Em nói nào. Nguyên nhân cô ta không duyệt công việc của bạn là gì? Em nói nào. Tha pu chuẩn gì? Nì cung. Nên ta cũng cho tớ gì nguyên nhân. Rồi, anh nói cả câu đi. À, tha bù chuẩn nên ta cũng cho tớ nguyên nhân sư sẵn mà. Anh nói đi, tha bù chuẩn. À, nên ta cũng cho. Rồi, anh nói tớ nguyên nhân sư sẵn mà. À, nguyên nhân của ta không duyệt công việc của bạn là gì? Anh nói, tha bù chuẩn nên ta cũng cho tớ nguyên nhân sư sẵn mà. À, nguyên nhân của ta không duyệt yêu công việc của bạn là gì? À. Tha bù chuẩn nì tờ cung zô tờ yuán yín sư sẵn mơ. Anh lên chứ? Rồi, tha bù chuẩn nì tờ cung zô tờ yuán yín sư sẵn mơ. Rồi, tiếp này. Từ chữ chữ là gì? Là từ chức, là nghỉ việc đấy. Chúng ta có từ chữ chữ là nghỉ việc hay từ chức. Chữ chữ. Nguyên nhân. Nguyên nhân bạn nghỉ việc là gì? Anh nói nào. Nguyên nhân bạn nghỉ việc là gì? Nì chữ chữ tờ. Rồi anh ạ, nì chữ chữ tờ nguyên nhân sư sẵn mơ. Anh nói là đi. Nì chữ chữ tờ tờ nguyên nhân sư sẵn mơ. Nguyên nhân bạn nghỉ việc là gì? Nì chữ chữ tờ nguyên nhân sư sẵn mơ. Rồi anh Trang gọi cho tôi. Anh Trang gọi đúng rồi. Anh Hà gọi chưa? Nì chữ chữ tờ nguyên nhân sư sẵn mơ.
Rồi, anh chấm bài trên diễn đàn nha. Rồi, rồi anh gọi rồi. À, nó là nguyên nhân cô ta nghỉ việc là chế độ công ty không tốt. Anh nói nào. Nguyên nhân cô ta nghỉ việc là chế độ công ty không tốt. Anh nói là sao? Tha chứ, tha chỉ chỉ tờ nguyên nhân sự gì? Công sư chữ tù bù gì? Bù khảo. Rồi, anh nói là cả câu đi. Tha chỉ 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 tờ nguyên nhân sự công sư chữ tù bù khảo. Anh nói đi. Tha chỉ chỉ nguyên nhân sự công sư chữ tù bù khảo. Rồi, anh có bảo tha chỉ chỉ tờ nguyên nhân sự gì? Sự công sư chữ tù bù khảo. Là cái chế độ công ty không tốt. Tha chỉ chỉ tờ nguyên nhân sự công sư chữ tù bù khảo. Anh nói chứ? Tha chỉ chỉ tờ nguyên nhân sự công sư chữ tù bù khảo. À, anh có bảo nguyên nhân của ta không gì? À, nghỉ việc là gì? Nói là chế độ công ty không tốt. Rồi, anh ngẫm rồi. Tha chỉ chỉ. Rồi, anh nói là bạn được nghỉ việc. Anh nói nè. Trong thời gian này, trong khoảng thời gian này bạn được nghỉ việc là gì? Trong thời gian này, em học chưa? Trong thời gian này, nó là trong thời gian này, bạn không gì? Trong thời gian này, bạn không gì? Bạn không chức chức, em nói đi, trong thời gian. Bạn không chức chức chức, rồi anh ơi, trong thời gian này, bạn không chức chức là trong khoảng thời gian này bạn được nghỉ việc à, trong thời gian này, bạn không chức chức. Rồi, trong khoảng thời gian này bạn đừng nghỉ việc trước đoạn thời gian này bạn không chức chức. Trong khoảng thời gian này bạn đừng nghỉ việc. Trước đoạn thời gian này bạn không chức chức. Trong khoảng thời gian này bạn đừng nghỉ việc. Lên chưa? Trước đoạn thời gian này bạn không chức chức. Trong khoảng thời gian này bạn đừng nghỉ việc. Lên chưa? Trước đoạn thời gian này bạn không chức chức. Rồi, anh làm sao? Tiếp theo, cuối cùng là cuối cùng. Chúng ta có từ cuối cùng là cuối cùng. Cuối cùng. Được chưa? Cuối cùng là cuối cùng. Nó nói là cuối cùng. Nó là đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Em học từ cơ hội chưa? Chi khỏe. Em nói là đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Chứ sư gì? Nì tớ. Cuối cùng chi gì? Cuối cùng chi khỏe. Em nói đi. Chứ sư nì tớ cuối cùng chi khỏe. Em nói đi. Chứ sư. Cuối cùng chi. Chi khỏe rồi. À, đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Chứ sư nì tớ cuối cùng chi khỏe. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Chứ sư nì tớ cuối cùng chi khỏe. Anh ơi, đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Anh lên chứ? Chứ sư nì tớ cuối cùng chi khỏe. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Chứ sư nì tớ cuối cùng chi khỏe. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn. Rồi, anh ngóng rồi. Chơi thôi. Đó là chúng ta vẫn còn một ngày cuối cùng. Em nói nào. Chúng ta vẫn còn một ngày cuối cùng. 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 Chúng ta vẫn còn cuối cùng một ngày. Đúng không? Chúng ta vẫn còn một ngày cuối cùng. Chúng ta vẫn còn cuối cùng một ngày. Anh thấy chưa? Chúng ta vẫn còn một ngày cuối cùng. Chúng ta vẫn còn cuối cùng một ngày. Chúng ta vẫn còn một ngày cuối cùng. Rồi, chàng gọi ông rồi. Tiếp theo chơi không rồi. Tiếp theo trống là gì? Là trở thành. Trống. Trở thành. Nên là sau này bạn muốn trở thành người 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 gì hay nói nào? Sau này bạn muốn trở thành người gì? Chơi không đi sản trồng cái gì? Ý không nhỉ? Sau này mà ý không đi sản trồng cái gì? Sản mà rắn đó. Sau này bạn muốn trở thành người gì? Đúng không? Đấy đó anh các bạn. Ý không đi sản trồng cái sản mà rắn. Sau này bạn muốn trở thành người gì? Ý không. Ý sản trồng cái sản mà rắn. Sau này bạn muốn trở thành người gì? 以后你想成为什么人? Người gì? Người gì? Cái là người như thế nào đấy? Cái là người gì đấy? À,
Người gì? Tao hơi nó hơi có một chút sai số đấy. Người ta hay dùng các từ này, số mất người gì? Giờ thế này. Từ pay phụ là gì? Pay phụ là bái phục. Giờ pay phụ là bái phục. Thấy nhá. Bái phục á, ta phục mà, à, pay phục. Cho nên là tôi rất là phục năng lực của cô ta. Nó là tôi rất là phục năng lực của cô ta. Có cần pay phụ tha tớ rồi anh. Tôi rất là bái phục hay là phục ấy. Bộ khẩn pay phụ tha tớ năng lực. Tôi rất là phục năng lực của cô ta. Có cần gì? Pay phụ tha tớ năng lực. Tôi rất là phục năng lực của cô ta. Tôi rất pay phụ tha tớ năng lực. Được chứ? Tôi rất là phục năng lực của cô ta. Tôi rất pay phụ tha tớ năng lực. Được không? Tôi rất là phục năng lực của cô ta. Tôi rất pay phụ tha tớ năng lực. Pay phụ là phục. Tôi rất pay phụ tha tớ năng lực. Được chứ? Giờ tức là bằng là gì? Bằng là rất là xuất sắc, là giỏi. Bằng cũng là một cái gậy nữa. Bằng. Giờ nó là năng lực của cô ta rất là giỏi, rất là xuất sắc gì, tha tần năng lực khẩn gì, khẩn bạc anh các bạn, tha tần năng lực khẩn bạc, bạc là rất là cừ khôi xuất sắc, tha tần năng lực khẩn bạc, năng lực của cô ta rất là giỏi xuất sắc, tha tần năng lực khẩn bạc, đó anh các bạn, tha tần năng lực khẩn bạc, em chưa, anh gửi cho anh đi, tha tần năng lực khẩn bạc, năng lực của cô ta rất là gì, rất là giỏi, rồi tiếp rồi. Còn từ nào cơ? À, từ Âu Châu là châu Âu đấy. Còn từ nữa từ Xiao là Hạ Vũ là tên người thôi, tên người Trung Quốc. Xiao là Hạ Vũ. Rồi em xem nào, rồi sẽ đọc tổng cái từ vựng trước đã, rồi em đọc từ vựng đi, à, từ số 1 em đọc đi, à, từ phẳng em đọc, rồi gì nữa? Rồi. Chiến tranh, sổ thì bao rồi, treo rồi, khó khăn rồi, tại khổ tay rồi, rồi gì nữa? Phát hiện rồi, chờ mí cửa rồi. Vui là trường trang ra phát khoáng giờ tiết thấp chỉ biết sai giờ thì nữa chi tiết rồi bài thiên giờ chứng sản thông chí dẫn tiếng giờ dẫn yên giờ giờ thế giờ thế giờ chạy kho trống quán giờ thì nữa Âu Châu giờ thế thấy rồi không? Giờ chúng ta từ bản của khan là tôi xem tôi nhìn của khan là mình đưa ra một cái ý kiến gì đó của khan hay là của cho dân nó giống như là của râu quẩy em thấy chưa của khan cho nên là tôi cho rằng hay tôi thấy năng lực của cô ta rất là cừ khôi rất là giỏi nó là của khan gì nữa thằng này khẩn khẩn phụ thuộc trong giờ khác đi trong nó khác cho từ bản của khan gì của khan ta tần năng lý từ khan cũng cả cho rằng nữa của khan tha tần năng lực khẩn gì khẩn bố là tôi cho rằng gì tôi thấy năng lực của cô ta rất là tốt đúng không của khan tha tần năng lực gì khẩn bố thuộc đúng không của khan tha tần năng lực khẩn bố thuộc tôi thấy năng lực của cô ta rất là tốt của khan tha tần năng lực khẩn bố thuộc nó giống từ rông với đấy nên tôi cho rằng rồi thế là xong bây giờ chúng ta có từ nào nha giờ tôi chưa cái từ mà nó đảo cái tân ngữ lên ấy nó đảo tân ngữ lên thì nó nhấn mạnh thôi vì nó chưa có bị chứ lại ở đây chúng ta chưa học từ bản nên nó thường là nó đảo cái tân ngữ lên ví dụ là túi tiền bạn để ở đâu chén bát thì phan xây nào đó. Thì chúng ta chưa học cái từ bản nên nó cho tân ngữ lên trên sau quyển 4 em học từ bản rồi thì nó sẽ cho vào phía sau đó. Thay vì nó là gì chén bát thì phan xây nào nó sẽ nói là gì ní bảo chén bát phan xây nào rồi kết quả bốn cái kết quả từ giải cháu cái này cũng chưa học rồi đấy. Phang trên nào đấy đặt ở đâu phang trên nào đặt ở đâu ra thì nói là vì tiêu hội phang trên nào em nói là vali của tôi bạn vali của bạn tôi để ở trong trong phòng nó là vali của bạn tôi để ở trong phòng nè của phang trên phòng trên lề rồi các bạn nhìn thấy xem rồi phang trên phòng trên lề các bạn đấy nhìn thấy xem rồi nhìn thấy 箱子我的，我放在房间里的话，你的箱子放在房间里的话，你的箱子我的，我放在这，我放在
phòng xem lên. Văn lý của bạn tôi để ở trong phòng. Đã xong chưa? Nhi ta xiang zu fang zai fang jian li. Đã xong chưa? Nhi ta xiang zu fang zai fang jian li. Đã lên chưa? Giờ em gửi vào diễn đàn đi. Nhi ta xiang zu fang zai fang jian li. Văn lý của bạn tôi để ở trong phòng. Fang zai. Fang zai. Đã xong chưa? Giờ tiếp này. Quả là treo hay không? Quả treo chứ nó. Anh nói là bức tranh này bạn muốn treo ở đâu? Anh nói là bức tranh này bạn muốn treo ở đâu? Chưa phú khoa. Thì nữa. Nǐ xiǎng guà zài nǎo? À, guà zài nǎo đi. À, chưa phú khoa. Nǐ xiǎng guà zài nǎo? Anh nói là chưa phú khoa. Nǐ xiǎng gì? Guà zài nǎo? Bạn muốn treo ở đâu? Anh nói. Chưa phú khoa. Nǐ xiǎng guà zài nǎo? À, là bức tranh này. Chưa phú khoa. À, nǐ xiǎng guà zài nào, bức tranh này bạn muốn treo ở đâu? Này các bạn, chưa phù hoa, ní xiang qua trái nào, này các bạn, bức tranh này bạn muốn treo ở đâu? Chưa phù hoa, ní xiang qua trái nào, hay xong chưa? À, chưa phù hoa, ní xiang qua trái nào, à, bức tranh này, à, bạn muốn xem ở đâu? Chưa phù hoa, ní xiang qua trái nào, đấy là bức tranh này bạn treo trên tường đi, đấy là bức tranh này bạn treo trên tường đi, chưa phù hoa gì nữa? Chiang sang. Rồi, anh các bạn, chưa phù hoa nỉ qua trái chiang sang bằng. Rồi, bức tranh này bạn treo trên tường đi. Anh các bạn, chưa phù hoa nỉ qua trái chiang sang bằng. Bức tranh này bạn treo trên tường đi. Anh các bạn, chưa phù hoa nỉ qua trái chiang sang bằng. Đó, bức tranh này bạn treo trên tường đi. Anh gửi nhắc. Đó, chưa phù hoa nỉ qua trái chiang sang bằng. Đó, bức tranh này bạn treo trên tường đi. Nãy người nhá, anh chấm bài. Giờ bạn trang gọi ông giờ. Giờ chưa phục quan thì qua được chẳng sao mà tiếp vào từ gì à? Qua rồi. Chào cháu này, xua khảo, xua trắng. Rồi được rồi. Anh nói là cô ta đã ngủ chưa? Cô ta đã ngủ chưa? Anh nói là tha gì? Tha. Ok, là chúng ta có bạn Tường Vi nữa. Bạn phần Tường Vi cũng đang học cùng em Hà kìa. Là chúng ta có bạn Tường Vi nữa. Giờ em nói tiếp đi. Cô ta đã ngủ chưa là gì? Tha suy gì? Cháo. Lớn mà, ta đã ngủ mà, ngủ vào giấc ngủ nó gọi là suy cháo. Ta ngủ nó phải vào giấc ngủ ấy. Suy cháo. Giờ em nói đấy, tha suy cháo lớn mà, em nói đi. Rồi anh ơi, cô ta đã ngủ chưa? Tha suy cháo lớn mà. Tha suy cháo lớn mà. Cô ta đã ngủ chưa? Tha. Tha suy cháo lớn mà. Cô ta đã ngủ chưa? Em gửi đi. Ha, suy trả lời mà. Giờ em giờ em nói tức là tối qua tôi không ngủ được, anh nói nào. Tối qua tôi không ngủ được, tôi thấy ngủ gì? Ủa, mấy giờ suy gì? Mấy giờ suy trả? Thế đó. Tối thiểu mấy giờ suy trả? Tối thiểu buổi sáng, ủa mấy giờ suy trả? Tối qua tôi không ngủ được. Anh trang gõ rồi. Tối thiểu buổi sáng, tôi suy bù trảo. Buổi sáng, ủa gì? Mấy suy trả? Mấy suy trả hay hơn, mấy suy trả. Đúng rồi. Rồi anh Tường Vi xem nào. Gọi lắm rồi. Chủ đề hoàn sắc của mấy suy trọng. Chủ đề hoàn sắc của mấy suy trọng. Tối qua tôi không ngủ được. Chủ đề hoàn sắc của mấy suy trọng. Tối qua tôi không ngủ được. Đúng chưa? Anh gửi dẫn đàn đi. Rồi anh Trang gọi lắm rồi. Chủ đề hoàn sắc của mấy suy trọng. Tối qua tôi không ngủ được. Suy trọng. Mải trọng. Rồi, thế này. Quần áo của tôi bạn giặt ok chưa? Bạn giặt xong chưa? Em nói nào. Quần áo của tôi bạn giặt xong chưa? Ủa tờ gì? Rồi. Rồi anh ạ, ủa tờ y phục, nǐ xǐ hǎo lěn mà. Quần áo của tôi bạn giặt xong chưa? Anh ạ, ủa tờ y phục, nǐ xǐ hǎo lěn mà. Được chưa? Ủa tờ y phục, nǐ xǐ hǎo lěn mà. Quần áo của tôi bạn giặt xong chưa? Ủa tờ y phục, nǐ xǐ hǎo lěn mà. Được không? Quần áo của tôi bạn giặt xong chưa? 我的衣服 你洗好了吗? Rồi anh gọi ông ra. Anh gửi vào diễn đàn đi. 我的衣服 你洗好了吗? Đó là bạn đã thương lượng. À, học từ thương lượng rồi đúng không? Là sáng liền. Bạn thương lượng ok. Bạn thương lượng với cô ta được chưa? Anh nói nào. Rồi anh Trang gọi ông ra. Anh nói ra. Nì cần tha sáng liền. Rồi anh gọi bạn. Nì cần tha sáng liền.
thảo lâm á à. Bạn thương lượng xong với cô ta chưa, là bạn thương lượng được với cô ta chưa, đúng không? Nghỉ cân tha sang lẽ họ là mà đúng không? Bạn thương lượng được với cô ta chưa, nghỉ cân tha sang lẽ họ là mà bạn thương lượng được với cô ta chưa, nghỉ cân tha sang lẽ họ là mà nghỉ cân tha sang lẽ họ là mà em chưa rồi ông ra hãy gửi dẫn đàn đi nghỉ cân tha sang lẽ họ là mà bạn thương lượng được với cô ta chưa. Đầu tiên này tiếp theo cái gì nữa? Chẳng, số chẳng, họ xẻ chẳng, hoàn chẳng. Đó tiếp, chúng ta sẽ đi tiếp này. Còn gì nhỉ? Phải chẳng. Bạn giúp tôi dịch sang tiếng Anh đi. Hãy nói nào, bạn giúp tôi dịch sang tiếng Anh đi. Nì băng của gì? Nì băng của... Nì băng của gì? Phan y chẳng gì? Nì băng của phan y chẳng yên ủy bác. Anh nói lại đi. Nì băng của phan y chẳng yên ủy bác. Anh nói đi, nì băng của... Phan Nhi Trường, giờ Yên Ủy Ban. Bạn giúp tôi dịch sang tiếng Anh đi. Nhi Ban của Phan Nhi Trường, Yên Ủy Ban. Bạn giúp tôi dịch sang tiếng Anh đi. Được chứ? Nhi Ban của Phan Nhi Trường, Yên Ủy Ban. Bạn giúp tôi dịch sang tiếng Anh đi. Em đến chứ? Giờ em hàng gọi rồi. Giờ tiếp này, Trang gọi rồi. Xin chào. Bạn đổi sang tiền tiền đô la Mỹ đi, em nói nào, bạn đổi sang tiền đô la Mỹ đi. Nǐ huàn chéng jī mèi yuán bà, rồi không ạ? Nǐ huàn chéng mèi yuán bà, bạn đổi sang USD đi, em nói nào? Nǐ huàn chéng mèi yuán bà, bạn đổi sang đô la Mỹ đi, em nói nào? Nǐ huàn chéng mèi yuán bà, bạn đổi sang đô la Mỹ đi. Nǐ huàn chéng mèi yuán bà, được chưa? Bạn đổi sang đô la Mỹ đi. Nǐ huàn chéng mèi yuán bà. Giờ tiếp theo này phần ba điện chúng ta sẽ có cái phần này phần ba điện y trường hoa nhuy y trường. Giờ anh Trang gọi giờ là chúng ta có bạn có cả bạn Khánh nhé, bạn anh Khánh cũng vào học của chúng ta này, là chúng ta có bạn bạn Khánh nhé. Rồi, tiếp theo giờ chúng ta sẽ em sang trang 112 đi, trang 112. Em đọc bài số 2 đi, là đọc thành tiếng các cái cụm từ sau. Khăn là bản thiên, tưởng là bản thiên, em đọc đi. Rồi. Bản thiên, giờ gì nữa? Trả lời bản thiên rồi. Rồi. Rồi tiếp theo. Bản từ sang, rồi tiếp theo. Chẳng sang gì nữa? Cho cái lão sư rồi. Rồi. Chị cảm ơn mà. Rồi tí nữa. Rồi. Rồi tí nữa. Thế giống không? Y trường Hà Nhu xỉa trường. Làm thành công rồi đấy. Làm ok rồi. Khảo đấy. Tức là nó giống với từ vón trấn đấy. Chúng ta khảo đó. Làm ok rồi. Ta thành công đấy. Trấn là trong từ trấn công đấy. Ta làm thành công rồi. Chúng ta trấn lắm. Chúng ta trấn là đi thành công rồi. Đi được rồi. Đi là đạt được mục đích rồi. Đi và đạt được mục đích, nó là truy trắng lắm. Chúa trắng là làm thành công rồi, xỉa trắng là viết thành công rồi, là viết được rồi, viết xong mục đích mình rồi. Xỉa, từ nào nữa? Viết được rồi, ta viết xong rồi, viết xong rồi, viết được rồi. Xỉa khảo lắm, viết xong rồi, viết được rồi. Xỉa khảo lắm á. Dù là nì tự chú ý là xỉa khảo lắm á, tức là bài tập của bạn đã viết xong chưa? Viết là ok chưa, nó giống tương đương với từ quán ấy. Nì tự chú ý là xỉa quán lắm á. Giờ ok, anh sẽ lại bổ sung thêm cho phần này nữa. Rồi, em về có xem lại bài không? Ở nhà đấy. Xem lại bài chứ không? Rồi, tiếp xong bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đi. Rồi, đi tiếp. Rồi, chúng ta sẽ làm bài tập nhá. Chúng ta làm bài tập này là trang 114, em thấy chưa? 114, bài tập số 3, điền từ vựng trống. Câu đầu tiên em chọn từ gì? Ủa, từ khu trào này gì? Phan trên sao một tí phan là sao anh ạ? Đồ tờ khu trọ này phan trên sao một tí phan là? Anh ạ, ủa tờ khu trọ này phan trên sao mơ gì? Sao mơ tí phan. Anh ạ, ủa tờ khu trọ này phan trên sao một tí phan là? Hồi trước của tớ bạn để đâu rồi? Bạn để nơi nào rồi? Để nơi gì rồi? Ủa tờ khu trọ này phan trên sao một tí phan là? Anh ạ, ủa tờ khu trọ này phan trên sao mơ tí phan là? Rồi, anh gọi đúng rồi. Anh gửi dẫn đàn chứ? Chào bạn nha. Rồi câu 2 chọn, em chọn từ gì câu 2?
Đó, em chưa em gửi trong diễn đàn, em chưa em gửi trong trong diễn đàn câu vừa rồi ấy. À, của tôi hỗ trợ thì phân giải xong một tí phân đó. Em gửi đi, cái câu vừa rồi em copy sang là xong rồi. À, của tôi hỗ trợ thì phân giải xong một tí phân rồi, em cũng rồi. Đầu tiên là thì tôi trên trường ba khả lắm mà. Đấy các bạn, thì tôi trên trường ba khả là mấy ở đấy. Ba khả lắm mà. Đấy, thì tôi trên trường ba khả lắm mà. À, thì tôi mình làm không? Trên trường ba khả lắm mà. Giờ có gì nữa? Em gửi chưa? Giờ tiếp bài gì nhỉ? Câu số 3 anh làm thế nào? Câu số 3. Chưa gì. Giờ à chỗ. Nên tầm quang là, nên tầm quang là. Giờ tớ anh các bạn đi, à nên tầm quang là. Bạn quên rồi sao? Sao bạn quên vậy? À nên tầm quang là anh các bạn. Nên tầm quang là. Rồi em sẽ bổ sung thì em sẽ gửi tất cả đáp án này vào trong diễn đàn. Đấy. Em cũng đừng nhìn bài anh nha. Anh cứ làm trước đã. À, rồi em sẽ nhìn sau. Nhưng anh làm xong rồi. Đến câu thứ 100 rồi, để trang gọi ông rồi. Tham gia. Đây, câu chúng ta đây. À, nếu bảo số, ủy khả chưa khoảng cái gì là, nên tầm mở quang đâu. Anh lên chưa? Anh gửi chưa? Anh gửi diễn đàn chưa? À, nên tầm mở quang đâu. Giờ xem nào, chấm bài. Giờ tớ, giờ, nên tầm mở quang đâu. À, tiếp là xong bây giờ câu số 3, câu số 4 này là nó có tiền nhiều. Con phán rồi. Giờ nó có tiền thì quang phản đi mày trả lắm mắt rồi các bạn, nó có tiền thì quang phản đi mày trả lắm ạ. À, cái gì cái đĩa CD đó, cái đĩa phim đó bạn đã mua được chưa? Đấy các bạn. Nó có tiền thì quang phản đi mày trả lắm mắt, nó có tiền thì quang phản đi mày trả lắm mắt. Thấy các bạn đấy. Nó gửi diễn đàn chưa? Đấy, nó có tiền thì quang phản đi mày trả lắm mắt. Đấy không? À, nó có tiền thì anh các bạn đi. À, tiếp sang bây giờ câu số mấy nhỉ? Câu số 5 anh làm nào? Có số nào? Rồi anh ơi, ô trả lời bản thiện, trả ta, tôi tìm được ngày chờ mới tìm được. Ô trả lời bản thiện, trả trả ta. Anh ơi, ô trả lời bản thiện, trả trả ta. Tôi tìm được ngày chờ mới tìm ra được. Anh ơi, ô trả lời bản thiện, trả trả ta. Ở đâu rồi? Rồi, tiếp sang câu dưới đi. Đây là nào, câu dưới. À, rồi, anh có bắt đi. À, thí dụ, mình lão sư trung, yếu phụ sở chính trị mỹ. À, nghe là trong các thầy cô chúng ta có không biết người gì là mê kinh kịch rồi anh không ạ thế rồi mình là sư trung nhiều phụ sở chính trị mình được chưa anh đi nhiều phụ sở chính trị mình rồi trả lời bản thân sản trọng ta rồi thế là câu dưới đây thế rồi mình là sư trung nhiều phụ sở chính trị mình anh gửi đi anh là xong rồi đây cái này anh gõ từ khóa các cái khóa trước rồi nên là chỉ tìm lại thôi là xong. À, thí dụ của mình lão sư trung nhiều phụ sở chính trị mỹ được chưa rồi sang tiếp câu dưới đây là nào quê quê cày gì vâng mà giờ chưa trả lời rồi các bạn quê cày phải nhỏ băng mà ta pha tao mới chưa chịu trả lời chưa ăn cơm thì đã đi mất rồi pha hay mới chưa chịu trả lời quê cày phải nhỏ băng mà ta pha tao mới chưa chịu trả lời các bạn đấy. À, phần hay mới chứ chịu chỗ là phần hay mới chứ chịu chỗ là quê kể phong yêu băng măng ta phần hay mới chứ chịu chỗ là đấy chứ quê kể phong yêu băng măng ta phần tôi mới chứ chịu chỗ là rồi sang cô tán đi đây là nào cô tán là làm ra cô tán hay là nào cô tán tôi sẽ là sư đà giải ngoại tôi xin chủ sư tiêu sơn lạc sư đà à, thì mà là tuy nhiên chúng sư tiêu sơn lạc sư đà đấy không thì chẳng là tuy nhiên chúng sư tiêu sơn lạc sư đà tham gia rồi anh chàng gọi ra à, thì chẳng là tuy nhiên chúng sư tiêu sơn lạc sư đà đấy không ạ thì chẳng là tuy nhiên chúng sư tiêu sơn lạc sư đà rồi sang tiếp bài B ở giữa bài B câu một anh chọn được gì câu một bài B câu một. Ờ, chủ thêm của khan gì? Ờ, khan là một cái vật vụ chẳng lạc. Rồi, khan là anh có khan là một cái vật vụ chẳng lạc. Rồi, chủ thêm của khan là một cái vật vụ chẳng lạc. Khan của chủ thêm. Khan nó có dùng từ l. Sao mà nó dùng từ l? Vì tại sao nó một cái lượng từ nó phải dùng từ l. À, không dùng từ của. Của khan của ném dùng từ của ấy
thế em bỏ cái từ, bỏ cái động từ đi nó hay hơn. Cho thế của khăn của ngủ chẳng là thế, nhưng mà nó có lưu tưởng sau ý cửa ấy thì em nên dùng dùng từ lơ, do thói quen của người Trung Quốc thôi, thói quen thôi, người ta quy ước như vậy, người ta quy ước thôi, nó chẳng có gì là quy luật cả, nó là quy ước thôi. Đó, nó chỉ là quy ước thôi. Đôi khi học ngữ pháp nó cũng nên kết hợp cả cái thực tế nữa. Thì lúc em làm bài, em làm bài tập hay là làm bài thi thì chẳng cần phải nghĩ, nó lại đương nhiên là như vậy rồi. Nên đôi khi người ta chúng người Trung Quốc người ta không biết vì sao nó lại như vậy. Người ta nghe nhiều rồi, nghe nó nhiều rồi nên là người ta không biết giải thích sao nữa. Rồi tiếp xong bây giờ câu số 2 em làm nào. À, em gửi đi, gửi đi. À, số tên gì? À, vừa khăn là ý cơ, vẫn ủ chẳng là. Số tên vừa khăn là ý cơ, vẫn ủ chẳng là. Hôm qua tôi đã xem một cái triển lãm đồ cổ đấy, được không? À, tôi đeo khăn là cái cửa quần ủ cho nó, cái này nó đơn mất rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào, tôi đeo khăn là cái cửa quần ủ tràn lạc đây, em phải chiếu to lên. Giờ thế này, thì chậm một lần này, chúng tôi sẽ là sư đà, thế này. Giờ cái mảng gì DVD là mấy giờ, thấy đó. Đấy đó anh các bạn, nhìn mày TVT là mấy giờ? À, nhìn mày TVT là mấy giờ? Được chưa? À, được chưa? Rồi, cái này trước anh đã làm hết rồi, anh chỉ cần copy lại là xong. Xong gửi lại cho em. Đó. Thầy sẽ lại gửi lại vào trong diễn đàn. Em về, em in ra nó nhá, in ra cái này mà học này. Em về, em ra quán photo em in ra. Em cứ vào ra quán photo xong em vào cái trang này của anh này, xong em copy paste ra, xong rồi bảo người ta in ra cho em cái tờ này, em học nó cho nó dễ nhìn. À, không nhìn những cái mẫu cơ bản mà em đã học ở trên lớp ấy, em nhìn là những cái mẫu cơ bản đã làm ở trên lớp cho nó nhanh cho tiện hơn. Giờ tên là xong câu rồi đi, câu số mấy nhá, câu số 3 là nào, câu số 3 rồi. Ủa chưa qua nào, ủa ta định chưa bà. Đúng không? Ủa chưa có nào? Ủa ta để chưa bà? Anh các bạn đi. Xong em gửi vào diễn đàn. Ủa chưa có nào? Ủa ta để chưa bà? Anh có kịp không? Đúng không? Ủa chưa có nào? Ủa ta để chưa bà? À. Ủa chưa có nào? Ủa ta để chưa bà? Được chưa? Ủa chưa có nào? Ủa ta để chưa bà? Rồi tiếp theo đi em làm thế nào? Làm thế nào? Cho bản số gì nữa, của mình khán của cho bản số tiếp vào gì. Ủa bố chúng ta học bộ khảo đấy các bạn, tao chưa từ xem quyển sách này không biết có hay không, bố chúng ta học bộ khảo đấy các bạn. Ủa mấy khán của cho bản số bố chúng ta học bộ khảo, à bố chúng ta học bộ khảo đấy gửi em nhé. Ủa mấy khán của cho bản số bố chúng ta học bộ khảo rồi tiếp vào gì. Bình rồi anh bạn, là Trung Quốc hay không? Mấy ông từng có bình. À, sau cái đề Trung Quốc tôi chưa từng bị ốm. Mấy ông từng có bình. À, là Trung Quốc hay không? Ủa mấy ông từng có bình. Đấy rồi, sau cái đề Trung Quốc tôi chưa từng bị ốm. À, Trung Quốc hay không? Ủa mấy ông từng có bình. Nghe lên chưa? Là Trung Quốc hay không? Ủa mấy ông từng có bình. Rồi, cô bây giờ đi. Giải thích ý biên rồi anh bạn, chúng ta sẽ giải thích ý biên. Mọi người hãy nghe lại một lần nữa. À, chúng ta sẽ giải thích ý biên. À, mọi người hãy nghe lại một lần nữa. Được nhé. Chúng ta sẽ giải thích ý biên rồi em trang gọi ông ra. Chúng ta sẽ giải thích ý biên. Mọi người hãy nghe lại một lần nữa. Rồi xong chưa? Rồi tiếp sang câu dưới là gì? Chưa có công nghệ gì? Chưa có công nghệ làm sao? Mấy giờ? Rồi anh ơi, chưa có công nghệ của ý chơi mấy giờ chưa qua. Anh ơi đi. Chưa có công nghệ của ý chơi mấy giờ chưa qua. Anh ơi. Cái công viên này tôi chưa từng đi qua một lần. Trước cả công viên của mấy giờ quý sĩ ở mấy giờ chưa qua được chứ. À, trang gọi em ra, em gửi đi, em gửi vào diễn đàn đi. Trước cả công viên của ý sĩ ở mấy giờ chưa qua, em gửi vào diễn đàn đi. Trước cả công viên của ý sĩ mấy giờ chưa qua. Giờ thì anh có tiếp lịch sang câu dưới. Gì à, chưa chủ nhà gì nữa, chưa sang sư rồi ý sư chứ lại phiền đúng không. Chưa chủ nhà ý thiên chưa sang sư ý sư chứ lại phiền, mỗi lần thì em hai viện à, ba viện chữ lượng pi à, hai viên thì chữ lượng pi được chưa, đấy không chữ lượng pi. Giờ sang tiếp sang câu bây giờ xong em gửi xong vào diễn đàn đấy, em gửi vào diễn đàn.
Rồi, có tiếp theo gì em? Thế nào nữa? Lần sau là giờ sáng cả của chương trình gọi là Hồng Kông tôi đã đi gì? Đã đi 2 lần rồi, lần trước là sáng cả của chương trình gọi là lần trước là tôi đã đi 2 lần là Hồng Kông rồi. Sáng cả của chương trình gọi là lần trước là anh có bạn đấy. Sáng cả của chương trình gọi là lần trước là anh chẳng gọi đúng không? Sáng cả của chương trình gọi là lần trước là giờ tiếp là gì em? Thế nào đấy? Còn gì nữa? Ủa, tôi yêu tú gì? Chi pa biển giờ anh không giờ tôi yêu tụ chi và biển là phải đọc 7-8 lần 7-8 lần tôi yêu tụ chi và biển anh gửi đi xong chưa anh gửi chưa tôi yêu tụ chi và biển tôi yêu tụ chi và biển anh không giờ tiếp sang câu dưới là gì anh nói đi hết rồi đúng không hết rồi ok rồi hết rồi rồi hôm nay chúng ta tạm dừng đây thôi bởi tới chúng ta thứ mấy nhá thứ tư đúng không thứ tư mà học tiếp nhá Thứ tư, anh nhớ xem lại, anh nhớ xem lại video này nhá. Rồi ok, anh nhá. Ok, anh chào em. Rồi anh chào em. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng bài tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bật chuông rung nữa nhá. Kênh YouTube học tiếng Trung online để nhận thông báo mỗi khi mình dạy học live trên trường lớp. Rồi ok, chào các bạn. Rồi, mình sẽ tắt video này.